Chết rồi, sẽ chưa tắt máy rồi. Mọi người ăn cơm hết chưa ạ? Hôm nay em sẽ live vào cuối tuần để mọi người có thời gian xem giảm giá rất là nhiều mẫu mà những mẫu em cũng chưa từng đăng giảm giá. Chị Thảo ơi, hôm qua lấy đồ chưa? Chào chị Diệp Lương, chị Mỹ Lệ. Bắt đầu em sẽ sell bằng những cái set bộ nhưng mà số lượng cũng không còn nhiều đâu ạ. Nên các chị ưng thì chốt nhanh giúp em nhá. Hôm qua em bị mấy đơn không gọi cho khách không liên lạc được nên mọi người cố gắng cho em đúng số điện thoại ạ. Mọi người chọn cú pháp này, mã số này, size và cho em số điện thoại. Chị có quần baggy đấy. Quần baggy trắng chị đang mặc này là đang sale nhá, 750 còn 400. Kèm thắt lưng luôn. Mẫu baggy chị có đăng ở trên trang là có màu nâu và màu đen đấy, đen đen rách gối ấy. Em xem lại ảnh nhá, những cái ảnh mà chị có đăng sale ở trên ảnh ấy thì mọi người xem lại giúp em nhá. Sale luôn nhỉ. Em sale luôn set này nhá. Set này em còn một S một M này, rất là đẹp. 700 em sale còn 400 nhá. 1 S 1 M mã số 1 ạ. À. Ai ưng lấy cho em số điện thoại luôn nào. Chân váy là trên gối nên là không sợ ngắn đâu ạ, màu rất là xinh. Không, áo bông tư ghi chị đang mặc là hàng mới của Thu Đông nhá. Quần có màu tối đấy, em có màu đen đấy nhưng mà nó rách hơn. Ừ Khuyến ơi, tí nữa em xem lại cái ảnh đi. Sau một cách đây khoảng 1-2 like, cách đây mấy ngày chị có đăng một loạt các quần sale ấy. Vì quần đăng lên live stream thì rất là khó vì lẻ sai nhiều lắm. Thế là em ưng mẫu nào em bắt em gửi cho chị. Cái này là mã số 1 ạ. À. Em còn 1S, 1M. 700, treo còn 400. Mọi người ơi, chân váy nó có phần chun đằng sau này. Rất là dễ mặc. Áo trắng là chất cotton tông mát nhá. Có ai ưng set này thì cho em mã số 1 nhá. Ok, bạn Tiến Hải Huy này. À từ từ trước. 57 cân vừa size M chị ạ. Vì nó có phần chun sau. 57 cân thoải mái nhá. Từ 48 đến 57, 58 cân đều mặc được ạ. Áo phông thì là dáng suông rồi, rất là dễ mặc. Vâng, và mặc váy phông của cửa hàng đấy chị. Mọi người nhớ cho em số điện thoại đúng nhá. Đúng số điện thoại này. Không thì lúc gọi lại toàn bị thuê bao thôi. Cái áo chị đang mặc là bao nhiêu? 460. Áo em mặc là của BB 460.000. Pi size hàng Montegi. Hai màu. Có mẫu này nữa này. Hai màu, mẫu này mình đã đăng ở trên trang rồi đấy. Mùa này là mùa thu đông của Montegi rồi. Đầu like mọi người muốn em đăng sale gì nhở? Em tập trung vào set trước nhá. Vì set còn lẻ sai. Chị Xuân ơi cho em số điện thoại với. Chị Xuân 1S này. Em còn 1S 1M 700, sale còn 400. Chân váy dáng trên gối mặc rất là xinh, không bị hở đâu ạ. Váy à?
Ừ, chị cũng muốn sale cả váy cả set. Vâng, chị ơi cho em số điện thoại. Shop em có đăng ảnh ơi chị Hương ơi. Cách đây 1-2 bài em có đăng ảnh về set, về về quần shop sale và quần đấy ạ. Tí nữa em sẽ chia sẻ lại những cái bài mà quần để sai số nhá. Chị Dương Linh này, cho em số điện thoại này. Với cả chị Xuân cho em số điện thoại đấy ạ. Thử ấn ấn đấm. Em ghi có mã vào đây, các thứ lên xong để chị ghi vào. Chị Dương Linh cho số điện thoại này. Chị Xuân ơi cho em số điện thoại của cái set này 1S ạ. Chất cốt tông rất là đẹp, rất là mát. Còn chân váy là chân váy lụa nhá mọi người nhá. Hàng lụa rất là đẹp này. Chị Xuân dồn đơn ạ. Đây quần của em đây, Becky đây. Em đi chân đất nên là nó không được tôn dáng như là đi walk mọi người. Cái này mọi người đi giày thể thao hay là đi walk vào rất là đẹp. Chị Xuân này. Ok ạ, đổi mẫu. Chị Xuân size S nhá, mã số 1. Cảm ơn chị Sao nhá. Chốt xong chưa? Em đổi sang set này này, có set còn sai gì em? Đọc luôn đi, đọc luôn. Này gì cái này em chỉ còn một set thôi. Cái mẫu này em đã bán khoảng 50-60 set rồi. Nhưng mà lại còn duy nhất một bộ size S. Đây làm đăng rồi nhé. Ừ. Cái này là bao nhiêu? 600 em sale còn 350 khuyến mại khách luôn. Duyên Hoàng 2S mã số 2. Ok, hết cái này cho chị Duyên Hoàng rồi ạ. Chị Duyên Hoàng, chị nhìn thấy chị Duyên Hoàng trước rồi. Đây á, quần đã, quần Becky đây chị ơi. Quần Becky mọi người nên nhớ mặc nó sẽ hơi rộng rộng phần trên nhá, ở dưới mình sắn gấu lên. Xong mình đi quốc rất là xinh. Quần này đang 750 sale còn 400, em đủ size S ML. Nó có phun sau này. Nên là chị nào mặc thoải mái nhá. Chị Mai Đỗ. Chị máy của chị là Duyên Hoàng nhảy trước size S rồi, mã số 2 rồi. Tiếp này nhiều set đẹp lắm mọi người, chờ em tí nhá. Mã số 3 này, còn duy nhất một bộ thôi. Mẫu này cũng rất là đắt hàng. Đợt trước là đăng một phát lên là bán luôn một mấy chục bộ luôn. Em còn duy nhất một bộ size L màu vàng. Duy nhất một bộ size L màu vàng mã số 3. 650 sale còn thôi 350. Sock đa số là ống rộng nhá chị dám trần nhá. Cho để áo trước. Còn như đấy. 650 còn 350 mã số 3. Em còn size L thôi chị Thảo ơi. Cái này là size L ạ. Size L này từ 55 56 cân trở lên chị nhá. Size L màu vàng. Không, chị chỉ còn size L thôi, còn đúng một bộ size L màu vàng. Bộ này là chất nó như kiểu là lanh ấy, nhưng mà nó đẹp hơn nhiều, không nhầu này. Mặc rất là mát này. Em còn size L thôi ạ. Có ai lấy size L không? Duy nhất một màu 650 còn 350. Shop thì chị chưa like được đâu. Shop em xem ảnh đi. Hôm trước chị có đăng rất là nhiều quần sale ở trên bài đấy. Vì sale quần mình đăng ảnh dễ nhìn hơn là trên like. Em còn bộ này size L có ai lấy không ạ? Màu vàng. Chất rất là mát. Mặc đi chơi ra ngoài đường vẫn thoải mái. 57 cân mặc vừa chị. Vừa đẹp luôn. Hồng Ngọc à. Hồng Ngọc comment nhanh nhá vì thực ra cũng khó ấy. Nhiều khách comment trước thì mình phải để cho trước ấy, không thì hôm nay Hồng Ngọc nhanh nhá, để ý like cho chị nhá. Trương Thu Hiền ok mã số 3.
cực kỳ xinh luôn này. Set này rất là xinh luôn này chị ơi. Cái này bao nhiêu nhỉ? Còn size gì? Em chỉ còn duy nhất một bộ này size S này, 850. Sale còn 450. Quá rẻ. Mã số 4 ạ. Size S nhưng mà 52 53 cân vẫn mặc vừa. Chun có chun và có lót quần. Lót quần là chất thô rất là mát nhá, mà váy này nó không bị ngắn đâu ạ. Áo chị mặc còn nữa, Hồng Giang ơi, áo chị mặc là 460. Không tư ghi. Quần thì sale còn 750 còn 400. Set này có ai lấy không ạ? Mã số 4 này. Sale còn 450, 850 còn 450. Chất rất là mát. Ok, chị Phạm Mai Liễu ạ. Chốt cho chị Phạm Mai Liễu rồi. Chuyển tí sang váy cho mọi người đỡ sức ruột nhá. Vâng, chị Liễu em chốt rồi ạ. Cái này là quần này thì nó kèm thắt lưng luôn này. Quần baggy này đa số quần thì chị hay lấy kèm thắt lưng luôn để mình sơ vin vào cho nó đẹp ấy. Cái quần của chị mặc có màu đen nhưng mà nó rách nhiều hơn đúng không? Màu đen nhưng mà lại rách nhiều hơn đây này. Dáng chị mặc nó có hai màu như thế này nhá. Nó rách nhiều hơn này. Cũng sale hết là toàn quần bò rất là mềm, mặc rất là nhẹ mà 750 còn 400. Đây. Có hai màu đen, cái này giống cái của chị này, cái này rất ít này. Tưởng hết hóa ra vẫn còn, còn này là rất ít đấy. Vì đang để sai nên là sale nhá, ai ưng thì lấy cho mình nhá. Bạn Hoa Hồng Đen ơi, chờ tí nhá. Sẽ có những cái size L, cái váy mình đang cầm cũng là size L ấy. Đây là hai cái mẫu này, bạn nào ưng thì chụp màn hình inbox cho mình nhá. Vì quần mình lại không like sale. Không, nếu mà tí nữa rảnh thì like sale vì muốn xong hết váy đã. Váy này là size L này, rất thô rồi. 650, sale còn 350. Quá rẻ luôn. Size L ạ. À? Mã số 5. Mã số 5 size L. Cái này chị nào bầu bì mặc được hết. Cái này em cũng chụp mẫu rồi đấy. Rất là xinh. Mặc xuông này, kể mặc đi làm vẫn được. Chất mát. Mã số 5 size L. Có bạn Thanh ơi, bạn qua cửa hàng đi, qua cửa hàng mình vẫn áp dụng sale nhá. Mọi người ở Hà Nội thì qua cửa hàng đi để lấy quần thử quần này, quần rất là lẻ size số nên mình khó like thì rất là nhiều mẫu. Nên là mọi người cứ qua thẳng trực tiếp cửa hàng. Ok, chốt cho bạn Dương Thùy này. Có áo đấy chị ạ, có áo sale đấy. Có áo nhá. Mọi người lưu ý là viết cho em đúng số điện thoại nhá. Tí nữa em gọi lại em xin địa chỉ là xong ạ. Cái này còn size gì đây? Size L. Cái này em cũng duy nhất một size L ạ. 750. Thắt lưng đâu? Kèm cả thắt lưng nhá. Set này rất là xinh. Lịch sự mà chất là mát. Mã số 6 ạ. 750 em sale còn 400. Size L. Từ 55 cân đến 60 cân. Mọi người để ý điện thoại luôn nhá, vì nhân viên em sẽ có nhân viên gọi điện cho mọi người luôn đấy ạ. Quần jean chị bao nhiêu cân ạ? Chị Châu Tâm ơi. Vì quần size 30 cũng tùy form, vì cái này nó có chun sau ấy. Nhiều khi size L những cái người trên 60 cân vẫn mặc vừa đấy ạ. 62, 63 vẫn vừa. Ok, Vũ Hoàng Oanh, mã số 6. Lộn váy áo và set cho mọi người bộ kẻ em lại chốt cho chị Vũ Hoàng Anh rồi. Chị Châu Tâm ơi, 60 cân mặc được quần size L chị nhá. Vì quần bò mềm và lại có chun sau nên là 60 cân mặc vừa size L của bên em. Mã này mã số 7 đúng không? 850 ạ, sale còn 450. Còn 1S1M cái màu này rất là xinh, chất thô mát mà mặc nó không quá dài đâu, chỉ tầm đến nửa bắp chân thôi.
350 còn 450 ạ. Có cả logo rất là sắc nét này. Váy màu rất là dễ mặc. Mã số 7 mọi người nhá. Chất thô. Có ai chốt? Em còn một F một M ạ. Quần thì chắc là để sau rồi chị ạ. Hôm nay em chỉ tập trung vào váy thôi. Ok chị Đặng, Đặng Thị Mây size M ạ. Em còn một S. Chị Liễu Phạm dồn đơn này. Em hết rồi ạ, em đổi sang màu này nhá. Chị Luyến ơi, chị đổi sang màu này không ạ? M. Màu này em còn size M rồi chị Luyến này. Bao nhiêu nhỉ? 850 còn 450 ạ. Kèm thắt lưng luôn. Mặc rất là tôn dáng. Em đổi sang màu cam nhá. Màu cam em còn duy nhất một chiếc S này. À một chiếc M. Cam còn M đúng không? Một chiếc rồi. 850 còn 450 ạ. Kèm thắt lưng. Màu cam cũng rất là xinh. Chị nào không được trắng lắm chắc mặc màu này nó nhạt này. Chị Yến Linh, chị Yến Linh nghe cho em số điện thoại với. Chị Yến Linh cho em số điện thoại. Chị Yến Linh ơi cho em số điện thoại để em chốt luôn để em đổi mẫu ạ. Vâng ạ, em cảm ơn ạ. Chị Yến Linh rồi nhá. Set này áo phông chân váy lụa mọi người nhá. 700. Còn mấy set? Xem mà chị còn mấy set. Này là chân váy lụa nhưng mà chân váy này chỉ có một size thôi, em còn 3 set. Chắc là từ dưới 51 cân thôi. Chị nào 52 cân là phải eo nhỏ. Áo phông chân váy lụa. Hello bạn Thu Trang. 750 à? Sale còn 400 ạ. 750 sale còn 400, chất phông rất là mát, mọi người có thể mặc vé lẻ. Một cái chân váy một cái áo như này mà 450 rất là rẻ. Vòng tay em mua ở bên châu Âu ạ. Hôm vừa rồi đi chơi nên là mua cái vòng này. Set này là 750 sao còn 400, em còn 3 set. Cho người dưới 51 cân thôi. Chân váy là chân váy lụa, mã số 9. Mã số 9 ạ. Có ai chốt mẫu này không ạ? Mã số 9. Mã số 9 không có à? Em lại đổi sang váy hoặc răm nhá, răm bò nhá. Mã số 10 ạ. Đây là răm đùi, em còn 2 size L. Size L từ 52 cân là mặc được rồi ạ. 52 đến 57 cân thôi. Size L 52 đến 57 cân. Răm rất là mềm, quần sóc, ống rộng không bị ôm vào đùi, nó không bị lộ đùi to. Bò mềm nhá mọi người có thể chỉnh như này hoặc là chỉnh ngang vai. Mã số 10 ạ. Bao nhiêu nhỉ? 650. 650 em xem còn 350 thôi. Rất là rẻ. 650 còn 350 ạ. Chất bò mềm mọi người nhá, mặc đi chơi, đi giày slip on hoặc đi sục vào rất là đẹp. Quay lại sau cho mọi người xem. 650 còn 350. Từ 52 đến 57 cân. Sóc nó dài đến đây nhá mọi người nhá. Em đã chụp mẫu rồi đấy. Chị lại hết S rồi. Em bao nhiêu cân? Cái này từ 52 cân là mặc được rồi nhá. Ok bạn Trang Lâm 1 này. Áo kẻ này là hàng Mông Tư Ghi em ạ. Hàng mới của Thu Đông. Nên là chị không sale. Em còn một chiếc size L nữa. Từ 52 đến 57 cân. Mẫu này mặc lên rất là xinh này, vẻ ngang vai hoặc là mọi người cho lên cũng được. Nhưng mà ngang vai chắc cho xinh hơn. 50 cân à? Ừ, 50 cân. Thực ra cái này nó là có đai eo nên là ra là cân nào cũng vừa đấy. Đây này vì do mình buộc mà thôi. 57 cân mặc được chị ạ. Nó rất là mềm. Còn ai chốt thì em còn một cái size L.
sửa được, em sửa thoải mái, em chỉ còn bóc nhẹ hai bên, mỗi bên 2 phân, mặc dù khi em chả cần sửa cũng được ấy. Vì cái mẫu này nó không có S, nó chỉ có size ML tương đương SM. Đinh Thị Liên lấy rồi ạ. Đấy, bán chỗ này. Mã số 11 ạ. Mã số 11 còn duy nhất 2 chiếc váy phông, mỗi chiếc một màu, chị nào nhanh ạ. Mã số 11 bao nhiêu? 450, còn 250 ạ. Chị Thoa Nguyễn ơi, em lại chốt cho chị Đinh Thị Liên rồi ạ. Cái răm bò rồi ạ. Vâng, tại vì chị Đinh Thị Liên chị lại chốt trước. Tí nữa em gọi điện cho chị nhá. Nếu mà mẫu này còn thì em khách mà không lấy nữa thì em gọi lại em lấy, em báo lại chị nhá. Số 11 ạ. Ghi màu cho em với 11 đen như thương số điện thoại ạ. Ai em ưu tiên cho những người cho số điện thoại trước ạ. Em còn một đen, một hồng. Đây là Nguyễn Hồng, Nguyễn Huyền. Nguyễn Huyền này. Em còn một đen ạ. Nguyễn Thu Hồng, ok ạ. Với cả Nguyễn Thu Hồng ạ. Chị Nguyễn Thu Hồng được trước ạ. Mọi người có vẻ thích váy không nhỉ? Cái này còn không? Để ý tên chị khách chị đọc nhá. Em hết hai váy trước rồi ạ. Bây giờ đổi sang mã số 12 nhé mọi người. Mọi người thích váy phông thì em cố lên những cái vài mẫu váy phông nhá. Cái màu hồng lúc nãy là cho chị nào đây? Nguyễn Huyền. Chị ơi, chị Nguyễn Huyền chị chốt trước rồi. Em nhân viên xinh thế Nhung. Nói nó lại xấu hổ đấy, nói mãi nó mới chịu dơ lại lên đấy. Cái này còn size gì nhỉ em nhỉ? Size L chị ạ. Còn duy nhất một chiếc à? Một chiếc size L từ 55 cân trở lên. 508, sale còn 300 nhanh thôi ạ. Size L từ 55 cân trở lên ạ. Váy phông còn duy nhất màu trắng này dày nhá mọi người, không phải lo đâu nhá. Không bị lộ chip đâu ạ. Cái này là sale còn 300, mã số 12. Em còn size L cho người trên 55 cân. Chị Nga Nguyễn cho em số điện thoại với. Mã 12 hay 13 nhỉ? 12. 12, mã 12. Chị Nga ơi, cho em số điện thoại ạ. Mười hai cho em số điện thoại với chị ơi. Trần Nhung à? Ừ, sóc bò chắc phải để sau rồi, chị muốn like váy trước thì cho nó nhanh ý. Có Trần Tuyến ơi, bây giờ mới thấy. Chứ lúc đấy bây giờ mới thấy này. Bây giờ chị mới thấy. Chị Nga với chị Thúy ơi, cho em số điện thoại trước nào. Bây giờ chị mới nhìn thấy này, em cứ ấn chấm mấy lần đi để cho nhìn nó dễ. Mã số 12, hai chị lúc nãy cho em số điện thoại với ạ. Mã số 12. Váy Mochino cho em số điện thoại với. Có set bộ nhá, Vũ Vũ nhá. Có set bộ này. Ánh Nguyệt này, Ánh Nguyệt chia sẻ livestream này, cảm ơn Ánh Nguyệt nhá. Mấy bạn cho mình số điện thoại của cái váy số 12 này với. Mét 6, 52 cân, mặc size gì? 52 cân chắc chỉ mặc M thôi, Mai Phương ạ. Mấy Linh Thủy Kha Mông em nhìn thấy. Cái này mọi người chốt giúp em với mã số 12, sale 650 còn 300. Rất rẻ luôn mà chất đẹp, dày dặn. Cho những người trên 52, 53. Chuẩn nhất là từ 54 đến 60 cân. Có ai chốt váy này không ạ? Thế lại phải đổi váy. Lúc đấy có chị kia chốt lại cho không cho số điện thoại. Mọi người ơi, quần váy này rất là áo váy này. Chị Nga Nguyễn cho số điện thoại rồi ạ. Vâng, em cảm ơn chị. Váy rất là đẹp nha mọi người nhá. Hàng duy nhất chỉ có một cái thôi. Em chốt trước cho chị Nga Nguyễn rồi ạ. Cái này còn một cái à?
cái này hôm em có mặc với đi giày slip on rất là đẹp, mã số 13. 450 à? Sale còn 250, quá rẻ. Mặc trông rất là hay, như kiểu mình đang đeo một cái túi ở đây ấy. Chất rất là mát. 450 còn 250 chị ạ. Mã số 13. Mọi người cho em 13 ok hương bùi. Đến váy, váy này hot này. Váy này lại cụ bán khoảng 5-60 chiếc rồi. Nhưng mà em lại còn lại size duy nhất một chiếc màu đen size L. Duy nhất một chiếc màu đen size L. Chị nào mặc cái váy này rồi ạ? Chất thô rất là mát. Bao nhiêu nhỉ? 750, em sale nhanh còn 400 thôi. Size L từ 55 cân đến 60 cân. Thôi lại bị khách quen gọi lấy mất cái màu đen đấy rồi. Mọi người lấy cái màu trắng này nhá. Màu trắng này em còn đắt hàng hơn màu đen này. Màu trắng 2S1L. Màu trắng 2S1L 750, sale còn 400. Mã số 14. Mã 13 em hết rồi ạ. Mọi người đổi sang 14 đi ạ. Hình như mọi người bị chậm hơn so với em hay sao ấy đúng không? Bây giờ thấy rất nhiều người mới nhảy đến mã số 13. 14 này em còn 1S1L. Mẫu này bán rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ còn lẻ size thôi ạ. 14 Lan Hoàng size gì ạ chị ơi? Em còn 1S1L ạ. 2S1L chứ. Huyền Trang. Chị Huyền Trang cho em size với. Huyền Trang size L ok. Em còn 2S ạ. Cái này S từ 53 cân vẫn mặc vừa nhá chị nhá. Từ 48 đến 53 cân này. Thì nó phần chun bụng nó khá là to. À đây là size L. Nó không to ra mấy đúng không? Thế chỉ từ 52, 48 đến 52 em còn 2S. Ok chị Huyền Trang, chốt cho chị Huyền Trang size L rồi ạ. Em còn 2S. Em là chị Quỳnh Lam. Em còn 2S ạ. 750 sao còn 400. 750 sao còn 400. Ok bạn Nguyễn Minh Đức ạ. Màu đen à? Màu đen chị lại có khách quen vừa lấy rồi. Chị chỉ còn màu trắng thô, màu trắng mới đẹp nha em nhá. Màu trắng chị lại mẫu này chị lại bán số lượng màu trắng nhiều hơn màu đen. Size S. Ok bạn Nguyễn Ngọc Dung là hết rồi. Bạn Nguyễn Ngọc Dung hết rồi. Thực sự là sale nhưng mà toàn là những hàng đắt 700-800 mà em sale còn mỗi 300-400 thôi. Rất là rẻ. Sự là cũng tiếc nhưng mà thôi. Mình chỉ có mỗi 2 đợt tri ân khách hàng là đợt cuối hè và đợt Tết. Là em sẽ có chương trình sale toàn bộ cửa hàng. Nên những khách quen của em thì mọi người lưu ý là những cái tháng này mình trực hàng sale rất là nhiều và giảm giá rất là đẹp. Cái này là mã số, tiếp là mã 15 rồi đúng không? 14 đây rồi. Mã là 15 đúng không? Mã 15 mọi người ơi, 750 sao còn 400. Size M. Size M. Size M là từ 52 đến 57, 58 cân đều mà vừa. Chị ơi còn 14 size S đấy nhá. Chỉ có khách 14 size. Ơ chị chốt cho hai chị size S được gì nữa. Bọn em chốt cho những ai size S rồi. Mới qua Nguyễn Minh Đức. Chị đọc phải để ý chị đọc tên chứ. Vũ Khuyến trắng đây này, thấy chưa? Không để ý chị đọc tên à? Em đang ghi Nguyễn Minh Đức mới. Mọi người ơi, chờ em một chút nhá. Cái váy trắng size S này lúc nãy em có đọc tên. Đây, để em chờ em một chút để em lướt lại cái mã số 14 này một tí ạ. Huyền Trang size L này. Vũ Khuyến chị ạ. Nguyễn Khuyến này, ok của Vũ Khuyến đúng không? Vũ Khuyến ạ. Ok, thế là xong rồi đúng không? Em chuyển sang mã số 15 ạ. 750 còn 400. Set này cực kỳ đẹp luôn mà rất là tây. Mọi người đi chụp ảnh chụp yếc màu rất là sang nhá. Áo hai dây này rất là viền ren này, kể cả mùa đông mọi người mix với những cái áo len khoác ngoài rất là đẹp. Chân váy thì nó dài, lịch sự, có chun sau. Em còn size M từ 52 đến 57, 58 cân nhá. 750 mà còn có 450 thôi ạ. Em còn 15 thôi, 14 hết rồi chị ạ. Để ý chị đọc tên nhá. Ai chốt cái mã này không ạ?
Hôm trước có một bạn đi du lịch quên không lấy feedback lại để mặc cái màu này chụp lên rất là đẹp. Ok chị tím, Nguyễn tím áo, em chốt cho chị một cái bộ này 15 này. Hôm nay là để dành rất là nhiều mẫu hot nhá. Mọi người cái răm này em cũng bán rất là hot, cái mẫu răm này mọi người có nhớ không ạ? Em còn 1M1L. Mã số 16 ạ. Bao nhiêu rồi? 700 còn 400. Quá rẻ luôn. Em mọi người ơi chuyển sang 16, 15 em chốt cho chị áo tím Nguyễn ạ. Mọi người lưu ý giúp em là ghi đúng số điện thoại nhá, vì em sẽ gọi điện và xin số khách ship luôn. Thì ngày mai em sẽ có thao tác rất là nhanh, ngày mai em sẽ lại like tiếp. Bây giờ mà chuyển sang màu 16 này, có màu xanh này thôi em ạ. Màu xanh này dễ mặc mà, pha trắng nhá, nó nền tối rồi nên là mình có béo. Mà cái form này rất là dấu dáng nhá, chị nào mập nhá, có những chị mà 60 cân rất là mặc rất là gọn. Mà nó có tay. Chị Như Thương size gì chị nhỉ? Con M. Răm đùi đấy chị ơi. Răm đùi nhá. Rất là kín đáo và form rất là lịch sự, 57 cân size L đi chị ạ. Chị Mây ơi em còn size M thôi. Size L em chốt cho chị Như Thương trước rồi ạ. Mã số 16 size M, còn một chiếc size M. 700 còn 400. 50 cân vừa size M nhá. Yến Linh có chốt không? Yến Bình. Em còn duy nhất một chiếc size M ạ. Răm này quá đẹp luôn, em nói thật, chất mát mà mặc ra đi chơi đi tiệc mặc thoải mái luôn, có hai túi này. Mà dáng đùi nó rất là lịch sự, không bị yên bình kìa, yên bình. Xuân Trần trước đi, Xuân Trần đủ thông tin trước. Cái răm này còn hay gì? Mọi người thích răm thì em sẽ like răm luôn nhé. Em còn duy nhất một chiếc này, mã số 17 size M, từ 52 đến 55 cân. Mọi người chuyển sang mã số 17 với ạ. Mã số 17 Ngọc Mai ơi, mã số 17 à. 48 cân size M hơi rộng với em ạ. Cái này chỉ từ 51, 52 cân thôi. 51, 52 đến 55 cân. 48 cân không vừa chị ơi, hơi rộng. Nếu mà ưng thì về bóc một tí. Ok, Ly Bảo này. Chốt cho Ly Bảo. Chốt cho Ly Bảo. Cái này còn size gì em? Còn mấy chiếc? Cũng chỉ còn một chiếc thôi các chị ơi. Size M, cũng size M. Mã số 18 size M ạ. 700 à? 700 sale còn 400. Rất là rẻ và đẹp. Trần Hiền lấy sang màu cam nhá, Trần Hiền. Mã số 17 em còn màu cam thôi, màu cam này rất là tôn da này, mặc cực kỳ trắng luôn. Khách nhà em đợt trong vụ em bán toàn là khách toàn mua được một đôi. Mặc về một chiếc đẹp quá thì em mua luôn chiếc còn lại luôn. Dáng những chị nào mà bụng này, thực sự là cái răm này nó rất là che dáng. Cái này là mã 18 rồi ạ. 18 có chị lấy. Ok, bạn Trịnh Lê Park nhá. Ok, chốt Trịnh này. Quần bom chắc là phải chờ đầu vụ mới rồi chị ạ. Những cái hàng giảm giá cho cái quần thì em có đăng ảnh rồi đấy. Mọi người có muốn em like quần không? Quần em còn nhiều lắm, nhưng mà thực sự là em like em sợ mất thời gian của mọi người thôi. Chờ em like hết váy thì em sẽ sang quần. Mọi người có muốn quần không ạ? Quần thì sẽ để dành riêng cho ngày mai like quần. Đây, quần chị mặc là quần Becky kèm beo nhá, 750 sao còn 400. Quần bò rất là mềm. Chị còn bộ nào? Bộ lụa, quần đùi, áo ba lỗ à? Thế thì chị hết rồi. Em chuyển sang mã 19 này. Răm đùi nhá mọi người nhá. 850 sao còn 400, con này sao sâu luôn. 850 còn 400. Mã số 19. Size S là từ 48 đến 53 cân, 54 cân vẫn vừa nhá. Răm đùi rất là kín đáo mà lệch vai này, phần trên nó là ren rất là đẹp. Em còn duy nhất một chiếc size S. Mã số 19 Thùy Thanh này, ok này. Thùy Thanh ok này. Mọi người ghi đúng số điện thoại cho em nhá. Em này cũng quá xinh luôn. 700 còn 400.
Mã số 20 size M. Size M này từ 50 cân, nói chung là form này rất dễ mặc nên là mã số 20 rồi ạ. Trương Thu Hiền á. Trương Thu Hiền mã số 20 à, 19 hình như mạng. Mạng. Mình nói thật là khi mình qua mẫu rồi mình mới thấy comment của các bạn nhảy lên ý. Mình sợ là do mỗi đầu comment nó khác nhau nên là mình chỉ đánh theo cái máy của mình nhìn thấy thôi. Nên là mình đã chốt cho bạn kia trước rồi. Mã số 20 có mẫu size là size M. Size M mọi người ạ. Size M nhưng mà mặc được hết ý mà. Từ 48 đến 55 cân. Vì cái phần chun bụng rồi, cái này tất cả nó là chun nhá. Nên là rất là dễ mặc. Mã số 20 sale còn 400. Hàng này hàng của em là toàn từ 7-800. Em sale còn 400, rất là rẻ. 4 cân thì hơi rộng một tí. Thực ra là 44 cân chân em sẽ nhỏ đúng không? 44 cân, nói chung là em thích thì em vẫn mặc được thôi, vấn đề gì cả. Ừ, do wifi vì nhiều lúc mình qua mẫu lâu rồi mình mới thấy bắt đầu mới nhảy đến cái số thứ tự 20-21. Mã số 20, ok bây giờ mình nhìn thấy Linh Thủy mã số 20 này. Bây giờ mình chốt cho mã số 20 Linh Thủy nhá. Toàn mẫu răm váy rất là đẹp. Mình chỉ còn một chiếc, cái này không còn một chiếc đấy. Cái này mình cũng còn một chiếc này, cái nào cho bạn nào thích kín đáo một tí nhá. 850 còn 400 cho là em nó đi nhanh với chủ nào. Chủ mới nào. Quần đùi hết nhá, răm quần đùi. Mã số 21. Mã 16 chị hết rồi nhá, nếu mà có khách nào hủy thì chị sẽ gọi lại cho những bạn nào chốt mã 16 nhá. Bích Hằng nhá. Mã số 21 ạ. Mã số 21 bao nhiêu nhỉ? Còn 400. Sale còn 400, 850 còn 400 mã số 21 ạ. Chị Loan ơi em hết số 20 rồi. Mai Đỗ ơi, cái này mình còn mờ thôi. Mình còn mờ thôi. Mai Đỗ ơi còn mờ. Thực ra là cái này mình là do mình bóp eo thôi. Bạn có mặc được mờ không? Cái này là do mình chỉnh eo được hết nhá, nó có cần rút eo nên là size nó cũng không chênh nhau đáng kể đâu. Mai Đỗ bao nhiêu cân đấy? Tầm 50 cân là mặc được rồi. 50 cân đến thực sự là 55 cân, 56, 57 vẫn vừa nhá. Màu này mặc lên rất là tây này. Nó không quá xanh đâu. Và chất lụa mát nhá. Này, chất lụa rất là mềm này. Mã số 21 ạ. 850 còn 400. Em đổi mẫu rất là nhanh mọi người chốt nhanh giúp em. Ừ 46 thôi, hơi rộng đấy bạn. Cái này chắc chỉ trên 51 52 cân vừa, size M mà chị. 850 em sale còn 400 thôi, răm đùi. Mặc rất là lịch sự mà chất là rất là mát nhá. Nó có hai cái túi hộp hai bên này. Đấy, màu rất là xinh. Quần suông ạ? À? Quần suông em còn ít mẫu lắm chị ạ. Đợt này thu đông năm nay em sẽ định mặc phong cách những cái áo bông tư duy bó như này mà quần suông rộng, rất là đẹp. 48 cân hả chị? 48 cân thì vừa chị ạ. Nó có phần eo nó rút này, nếu mà chị mặc được phần trên này hơi rộng một tí là ok. Chuẩn nhất là vẫn từ 52, từ 50 đến 55 cân. Chuẩn nhất là 50 đến 55 cân. Tùy vì nếu mà 48 cân có những người người ta thích mặc rộng thoải mái thì không vấn đề gì cả, những người đó thích mặc ôm. Đấy, nên là cũng rất là khó. Chuẩn nhất là từ 50 đến 55 cân mẫu này. Đổi ra xét tí nhá. Có ai chốt không ạ? 60 cân à? Vừa đấy. 60 cân cũng vừa chị ạ. Vì chị này nếu mà em thả cái phần này ra này. Nó rất là rộng. Đấy. Nó rất là rộng, 60 cân cũng vừa chị nhá. Này em bóp vào này. Tất cả đều nó là do mình chỉnh eo hết. Cái đằng sau nó cũng không bị bao rúm được vì nó là kiểu nó thế. Đấy. Quần jean trắng á. 60 cân dắp này mặc được này chị này. Chị Mai Đỗ à? Vâng, vì mãi về sau em mới nhìn thấy cái comment của chị ấy. Thành ra em lại chốt cho những cái bạn kia trước rồi. Ok. Cố gắng tìm cái size S. Cái này có ai chốt không ạ?
Thì em đổi mẫu nhá. Tí nữa bạn nào, à tí nữa ai xem lại like sau thì ưng thì chụp lại màn hình giúp em nhá. Cái này rất là xinh này. Em còn SL mấy S mấy L? 3S 2L. Nhưng mà mặc được hết cho mọi người nhá, vì cái quần nó là quần chun, áo là dáng suông. Mọi người là lấy là đọc viết số cân đi để em lấy size cho. Bao nhiêu nhỉ? 800 em sale còn 400. Mã số 22 ạ. 800 sale còn 400, rất là rẻ. 800 còn 400, 50% luôn. Và ren rất là mềm, mọi người có thể mặc xé lẻ ra cũng được. Dăm đùi. Chị chỉ có duy nhất màu trắng thôi. Có màu trắng thôi mọi người ạ. Mặc ren trắng cho nó sáng. Mà cái chất ren này thì không sợ bẩn đâu. Em chỉ có màu trắng thôi. Hồng bùi à, hồng bùi bao nhiêu cân hả chị? 5-7 cân bằng được L chị Trang Dương nhá. Chị Hồng bùi ơi, chị bao nhiêu cân? Để em cất đi cho. 50 cân vừa chị ạ. Ok, Đỗ Thanh Hương size L này. Chị Hồng ơi, chị cho em lại cái size vậy ạ. Mọi người cho em size với. Thanh Huỳnh size gì chị ơi? Kha mông, ok này. Mọi người nói cân đi. Cái này 53 cân vẫn vừa mọi người nhá. Vì áo nó là rút eo, dáng suông và quần này. To như này 53 cân vẫn vừa ép. Em chốt cho những ai rồi? Đỗ Thanh Hương size L này. Trang Huỳnh chưa có size này. Kha mông cho size S đi. Chị Kha mông size S. Khai mông này mình cầm thì còn mờ. Nhưng mà cái mẫu này nhìn là biết là S chị mặc được. Kha mông này. Còn mấy cái? Chị Trang Lê S này. Chị Thảo ơi, chắc chị mặc S mẫu này thôi. Em còn S với L. Kha mông S này. Mai Đỗ S này. Mai Đỗ S này. Còn size L không? Còn một cái L. Em còn một cái L ạ. Chị Nhi Lê ơi, cho em số điện thoại với. Ok, Mai Đỗ S này. Phạm Liên L này. Phạm Liên có số điện thoại chưa? Em còn một cái L. Phạm Liên chưa thấy có số điện thoại này. Mọi người cố gắng cho em cùng một dòng nhé. Cái này là L. Còn... à, thả là cái này là L. Sao không phải là L, trên đấy L. L, cái này là còn L, thế là còn mấy bộ nữa? Cái này S đây nè. Bọn em chốt cho những ai rồi? Em chốt cho Trang Lê, Mai Đỗ. Trang Lê này, Mai Đỗ này, Kha Mông này. Em chốt được 3 người rồi, còn cái này đã chốt chưa? L, cái này còn L. Em còn một bộ size L ạ. Em còn một bộ size L. Hồng Ngọc à, ôi bây giờ chị mới thấy Hồng Ngọc nhở, đấy. Bây giờ chị, à đây Hồng Ngọc nhá, để cho Hồng Ngọc bộ này size L nhá. Bây giờ chị mới nhìn thấy, khổ thế. Hồng Ngọc nhá, đúng là bây giờ chị mới nhìn thấy em nhá. Chứ không phải là comment trước, một lúc sau chị nhìn lại chị mới thấy em đấy. Chốt cho Hồng Ngọc cái này size L em hết rồi ạ. Đẹp lắm. Cái set đấy rất là đẹp. Vì sao? Vì nó mềm, mà nó rất là dễ mặc. Quần ren này mọi người sóc ren cũng rất là dễ. Đổi mã mọi người ơi, em đổi sang mã số 23. 23 này. 23 750 còn 400 size S. Chị Thảo ơi. Còn bộ nào cho chị Thảo Nguyên không? Em hết rồi. Em còn bộ này size S này mọi người ơi, 750 còn 400. Rất là đẹp. Hồng tay Ngọc. Nó hơi chờ một tí này. Chị ơi xin lại số điện thoại. Hồng Ngọc, Hồng Ngọc cứ nhẹ ghép vào đi, chị có Facebook của bạn đấy rồi. Ok, 23 Quỳnh Tu Hu này. Cái này còn size gì em? Kho còn không? Em còn duy nhất một bộ này size S này. 750 còn 400 nốt. Quá đẹp luôn ý. Mã số 24. Mã số 24 ạ, 23 em chốt cho chị Tulu rồi. Có bạn Hồng Siro thấy rồi, mình thấy rồi.
đấy, như bạn Hồng Ngọc lúc đấy bạn ấy hôm qua bạn mắng suốt là sao sao mà chốt rồi mà không thấy, mà đúng là bây giờ mới nhìn thấy thật. Cái này size S ạ, 750, còn 400. Set này quá đẹp luôn, 54 không vừa rồi chị ơi, em còn size S thôi. Ok bạn Nguyễn Ngân này, mọi người lưu ý mình chốt cho bạn Nguyễn Ngân cái này size S rồi. Ghi cho em đúng số điện thoại nhá, vì có nhân viên gọi ngay tức khắc vậy ạ. Mọi người chụp điện thoại giúp em nhá. Hôm qua cái váy này rồi ôi tranh nhau, thế mà hôm nay gọi cho một bạn lại thuê ba không đi lạc được cái váy này này. Cổ ghê cơ. Váy lụa rất là xinh. Một size 600 còn 300. Mã số 25 ạ. Mọi người ơi em mặc sang mã số 25 rồi ạ. Bộ 54 cân cái đấy còn S nó không vừa rồi. Đấy, bắt đầu mới nhảy 24, bắt đầu mới nhiều đây này. Em sang 25 rồi ạ. May đỗ lấy cái váy này à. Đấy, bây giờ mới nhìn thấy nhảy sang 24 nhiều rất là nhiều. Em sang 25 rồi ạ. Em sẽ nói chậm đi một tí nhá. Cái váy này là một size thoải mái từ 48 đến 60 cân. Vì nó là phần buộc eo, bầu bì cũng mặc được hết nên rất là xinh. Mọi người đi với các đôi guốc mõm nhọn đi. Như Thương ơi, cho mình số điện thoại đi. Như Thương dồn đơn. Như Thương ok là dồn đơn đúng không? Các bạn Như Thương cái này nhá. Mọi người thích set em lên set tiếp nhá. Em nhiều set lắm. Lấy mắc áo đấy. Em hết mã số 25 rồi ạ. Bây giờ em sang mã 26 này bao nhiêu nhỉ? Cái quần. Cái này chân váy rất là đẹp. 890 sale còn 400 luôn cho nhanh. 400 thật sự là vừa áo vừa chân váy ngang tiền. Mọi người mua một cái váy chân váy và cái áo không còn trả được 400 nghìn đâu. Một set luôn mặc yêu luôn này. 890 còn 400 một size. Cặp chun từ 48 đến 55 cân. Từ 48 đến 55 cân còn mấy set em? Em chuyển sang mã 26 ạ. Thảo ơi, vào kho lấy chị mã này nhanh đi. Mã 26 ạ, rất là đẹp. 400 nghìn mà bình thường giá gốc là 890 mọi nhá. Mọi người nhớ toàn hàng rất là đắt, gần 900 nghìn một cái set như thế này. Mà bây giờ sale còn 400. Ok, Linh Nguyễn này. Thảo Hoàng này, Linh Nguyễn là set này đúng không? Set này là một size nhá. Nguyễn Ngân dồn đơn này, từ từ để em kiểm kho xem còn mấy size ạ. Em còn 3, 4 set ạ. Sao lại thiếu một cái chân váy này? À em còn 4 set nhá. Nào ghi nào, tập trung ghi nhá. Chị Linh Nguyễn Hương nào. Em còn 3 set thôi ạ. Chị đọc. Nào, em đọc nhá. Linh Nguyễn này, 26 này, Linh Nguyễn này. Được chưa? Nguyễn Ngân dồn đơn này, Chu Nhung này và Tuyết Dung hết rồi ạ. Em hết rồi ạ. Mọi người chuyển sang mã số 27 nhá, 26 kết thúc rồi ạ. Em chuyển sang mã 27 này. Mọi người ơi, set này kiểm cho chị nhanh, còn màu trắng. Màu trắng còn, em màu trắng em duy nhất còn một set thôi. Đây, còn một cái đen ở đây đúng không? Màu trắng size S từ 48 đến 50 cân. 400 đến 48 cân, à 400 đến 50 cân. 45 rồi đấy. 45 đến 50 cân ạ. Mã số bao nhiêu rồi? 27 ạ. Bao nhiêu nhỉ? 600. Ok, S Huyền Trần ok này. Hạ Huyền Trần này. M. Hồng Ngọc ơi, 60 cân mặc vừa đấy, size L mặc được nhá. Em còn màu đen nhá. 27 cho bạn Hạ Huyền Trần rồi. Đây size M, đấy size M. Cái này em còn 2 size M này. Mã số 28. Mã số 28, sale còn 300 rồi, có vẻ. Cái này mình chốt cho bạn Hạ Huyền Trần màu trắng rồi, màu đen đi. Mọi người thử sang đen đi, em còn 2M ạ. 28, 2M ạ. Trắng là S hết rồi ạ. Mọi người đổi sang set này size M đi. Phương Hiệp cho em số điện thoại với. Nguyễn Ngân ơi, số điện thoại. Kim Nhiên này, ok, một Kim Nhiên này. Mình cho những ai đủ thông tin trước nhé. Kim Nhiên này, em còn một set size M ạ.
Ừ, nguyên set 300 cực kỳ rẻ luôn. Mà chân váy này thì luôn mặc chơi vãi luôn này. Màu nhũ đồng rất là đẹp. Ok, ok, Nhật Hồng Phan Quang này. Nhật Hạnh Phan Quang, nhớ để ý điện thoại giúp mình nhá. Đừng để bên mình bị hoàn về nữa là khổ ghê luôn. Hôm nay chốt cho Nhật Hoàng. Hai chín đổi sang mã 29 giúp em nào. Mọi người đổi sang mã 29 nhá. Rất là đẹp, duy nhất một set size M. Bao nhiêu tiền? Size S. 600 còn 350. Mã số 29. Còn 350 ạ. Quá đẹp, set này vừa hot đợt tháng trước xong. Ok, Bùi Huệ vừa size M luôn này. Chốt cho Bùi Huệ. Ôi đấy, Thảo Nguyên bây giờ em mới thấy chị nhá. Khổ thế, chị ngay đây, chị không ra đây luôn đi. Chị còn sẽ khách Hà Nội em thật là. Mọi người ra cửa hàng đi. Like này phục vụ, chịu khó phục vụ các mọi người ở phương xa. Khách Hà Nội cứ ra đây vét cả cửa hàng có vẻ sướng không? Lại còn được thử. Quần giải file này số rất là nhiều. Tiếp mã số 30 ạ. Nào, có một set luôn hết ạ. Váy này đi biển chất rất là mềm mướt mà thực sự là cực kỳ tôn dáng. Bao nhiêu nhỉ? 850 em sale còn 400 thôi. Mã số bao nhiêu? Mã số 30 ạ. À. Mã số 30 em còn 3 chiếc. Váy một size 29 em hết rồi, 29 em hết rồi. Mai Đỗ bây giờ em thấy chị ạ. Em đấy bây giờ mới nhảy sang 29, em sang 30 rồi, 29 em chốt cho một chị lúc nãy rồi. Mọi người sang mã số 30 giúp em với. Mai Đỗ. Tại vì Mai Đỗ ơi, tại vì mình nhìn thấy những khách chốt trước ấy thì mình phải cho những khách chốt trước. Set áo phông à? Đây mình sẽ lên dần còn nhá, còn bộ này, còn set áo phông này, áo phông váy rất là còn nhiều. Áo trắng váy kẻ. Áo trắng váy kẻ hết rồi, những cái mẫu trên chị hết rồi. Bây giờ có Huỳnh Phước em có thấy chị ạ. Cái này là 800 ạ? À? 850 ạ. 850 em sale còn 400. Cái này mặc rất là xinh mà màu rất là tôn da vì nó có phần hai cái này che bắp tay nha mọi người nhá, không phải là hai dây đâu ạ. Size 30 à mã 30. 850 còn 400. Ok, bộ chị không còn nhiều đâu. Bộ chị còn ít lắm. Đang muốn like váy xong bắt đầu bộ. Mình cứ đan váy, bộ set lên thôi cho mọi người. Mỗi vì mỗi người một nhu cầu khác nhau ấy. Nên là sẽ cố gắng là sẽ đan mẫu. Có Bích Đoàn thấy này, Vũ Khuyến khóc. Mọi người đổi sang mã 30 đi ạ. À. 29 kết thúc rồi. Cái mã 29 đấy thực sự là trong vụ là rất là hot cái mẫu đấy. Nhưng mà em chỉ còn duy nhất một set thôi, không còn nhiều. Đặng Thị Mây nhá, bây giờ em mới nhìn thấy chị nhá. Lúc đấy là em không nhìn thấy chị luôn ý. Thế chị thỉnh thoảng chị chấm cho em một cái. 50 cân vừa nhá chị nhá. 850 còn 400. Chị nào sắp đi biển thì nên mua đi. Đứng cạnh gọi là bay trong gió luôn. Rất là mềm, mềm mát. Ok, set này. Hủy váy thô trắng thì cho chị ạ. Vâng, cái nào mà khách hủy thì em sẽ đăng lại nhé chị nhá. Sẽ đăng lại ở trên trang hoặc là em xem lại comment ạ. Mọi người chia sẻ giúp em đi để có nhiều lượng tương tác để em like thường xuyên hơn ạ. Ok, đấy, thỉnh thoảng chấm một cái hiện lên. Em cái mã này 30 em sale còn 400, có ai lấy không ạ? Mai Đỗ ơi, chị chốt cho chị kia rồi, nếu mà chị kia chị gọi điện lại mà chị thay đổi thì chị dồn cho Mai Đỗ nhá. Mai Đỗ lại khách quen đúng không? Cái váy này có ai lấy không ạ? Mọi người muốn set tiếp vào. Váy đi biển 850 còn 400 này. Có thấy Khánh Vân này, mấy bạn Hà Phạm nhìn thấy này, Hoài Anh này, Sương Rồng, chị Sương Rồng ơi, hàng xóm này. Lily Bùi nhìn thấy hết này.
em lại đổi set tiếp nhá. Mọi người thích set đúng không? Ở đây qua mẫu luôn. Mình qua mẫu rất là nhanh vì rất là sợ khách chờ. Nên là cái cả nào cảm thấy là không ai chốt là đổi luôn. Cho mọi người không phải chờ đợi nữa. Tiếp mã này mã 31 nhá. Mã số 31. Set một set quần váy em có size ML. Đây mọi người nhá, đó là short nhá. Chất lụa này. Chất lụa rất là mềm. Mã size M size L cái này vẫn đủ đúng không? Màu này em còn đủ này, kèm thắt lưng ở phần. Mọi người mặc 700 mặc dấu quần nhá, 750 sao còn 400 này. Mọi người mặc dấu quần như này cho em nhá. Xong rồi thắt lưng TB này của Burberry này. Đúng chưa ạ? Rất là xinh. Mặc rất là nhẹ nhàng. Mã số 31 ạ, 750 còn 400. Size ML. 31 57 cân mặc được size L đấy chị Độ Tuấn ơi. Chị Độ Tuấn là dùng đây, quần váy này mọi người mặc vest ở ngoài và cái này nó chỉ hở ra một chút gấu thôi. 31 size M Thảo Nguyễn này. Rút size M cho Thảo Nguyễn đi. Hoa Nguyễn. Lê Tâm size L luôn này. Lê Tâm size L này. Chốt 3 mất Độ Tuấn size L này. Bọn em vứt một M1L ra luôn đi. Chất nó không phải là chất cứng nữa mọi người nhá. 31 size M Thùy Dung này nó rất là mềm nhá. Nó là lụa. Và đúng của mẫu TB thắt lưng kèm theo của Burberry năm nay. Nào bây giờ chốt lại để thấy nhiều comment quá này. Bọn em đọc đi. Hoa Nguyễn size M, Lê Tâm size L, Đỗ Tuấn size L, Đỗ Tuấn L. Đây là còn một M à? Thùy Dung size M. Đây nữa. Thùy Dung size M này và Lê Quỳnh Anh size M. Còn một màu này này. Rồi bình tĩnh. 31 thôi, từ từ chờ em 1 giây để cho qua. Ok, Độ Tuấn chốt được Độ Tuấn sắc Độ Tuấn size L rồi nhá. Chốt Độ Tuấn size L rồi. Toàn là hàng sale rất Độ là Tuấn rẻ. Size L đâu không ạ? Sale cả một set thế này còn 400. Nếu ai chưa lấy được màu be thì mọi người chuyển sang màu hồng cho em nhé. Màu hồng em còn 1M 1L ạ. Màu hồng 1M 1L mọi người ơi. Còn còn này. 800 sale còn 400. L nhá, có nhầm nhá. Đủ hết chưa? Đủ rồi. Mã này mã 32 đúng không? Cái này là M. Mã số 32 ạ. Em đi cho Lê Quỳnh chưa? Có sai M. Đây còn bộ mờ đây. Mã số 32 mọi người chuyển đi. 800 còn 400 ạ. Chất lụa rất là mềm. Cái này mọi người thắt eo và lộ quần váy ra được nhé. Nó là quần váy. Mặc thực sự mọi người nhìn em tóm này. Nó mềm, nó mát như thế này mà. 800 còn 400. Màu hồng em còn 1M 1L ạ. Cái này lại không có S từ Gia Bảo ạ. Chị Thu Phượng ơi, chị có đổi sang màu hồng không? 32 Ruby Đỗ size L. L đây. L của Ruby Đỗ nhá. Em còn 1M nữa ạ. 1M này từ 52 đến 55 cân nhá. Mặc thực sự rất là mọi người thích kín đáo thì mọi người mặc bra bên trong lộ một ít ren ra rất là xinh. Không thì rộng chật nhá mọi người. Đấy, Phụ Phương là hết rồi. Mọi người tính khuy lại cho em nhá. Vì đôi lúc người ta làm hàng người ta đính chưa chuẩn. Ví dụ mình có người vòng một to, có người vòng một nhỏ thì cái vest này mọi người rất xử lý rất dễ là mọi người dịch quy này để cho nó đúng chiết đúng cái phần eo của mình là được. Ruby Đỗ và Vũ Phượng. Vũ Phượng này, L này. Váy này em ơi, váy này đâu? Màu hồng chứ? Thay mờ vậy. Mã số 33 là mọi người ơi. S1M. Đấy, ông cái hàng 1S1M. 2S1M. Màu hồng em còn 2S1M ạ. À. Màu hồng 608. Hoài Anh à? Ừ ok, chờ tí nhá. Nốt mã này vài mã váy này thì nhảy sang set nhá. Mã số 33. Có linh sinh này, bây giờ mới nhìn thấy linh sinh này.
Mã số 33 mọi người ơi, bao nhiêu nhỉ? 608 400 350 còn 350. Quá rẻ luôn, một cái váy như thế này em thực sự đi làm này, vải rất là mềm này. Em dành cho những cái người xem like của em là sao, vì em theo hứng thú, em thấy mọi người mua thì em sẽ giảm sâu hơn nữa. Bình thường ra cửa hàng hay là em không bao giờ được cái giá sâu như là em live stream đấy đâu ạ. Cái này là 608 còn 350. Em còn 2S1M. 2S1M đúng không? 2S1M ạ. Mã số 33. Chị Thanh Hiền lấy size gì ạ? Chị Thanh Hiền, em dơ cao lên cả chân váy, viền ren rất là xinh, màu hồng này mặc rất là tôn da nhé. Chị Thanh Hiền lấy size gì ạ? Em còn 2S1M ạ. Chị Thanh Hiền cho em size vậy ạ. Trang Vũ màu hồng size M này. Trang Vũ này. 1m56 mặc được size M nhưng còn 2S thôi chị ạ. Tí nữa chị lấy màu đen đi. Áo chị đang mặc là Mông Tư Ghi hàng mới 460 của BB. L váy này không còn L chị ạ. L thì bình thường là trên 55 cân là mặc L rồi nhá. Màu đen 57 cân vừa chị ạ. 57 cân vừa mờ không nhỉ? Vừa đúng không? Là xua. Em đang chốt trước màu hồng nhá. Mã số 33 em còn 2S nữa. Thanh Hiền mờ, Thanh Hiền ơi lại bị chậm rồi, mình lại chốt cho chị kia trước cân. Rồi. Chị bao nhiêu cân, Hiền bao nhiêu cân đấy? Vì cái dáng suông này từ 53 54 cân vẫn vừa cái size S này nhá. Từ 48 đến 53 cân vừa size S màu hồng. Thanh Hiền bao nhiêu cân đấy? 680 mà sale còn có 350 thôi, rất là rẻ. Mà chất rất là mềm nhá. Thế thì Thanh Hiền không được rồi. Thanh Hiền chuyển sang màu đen không? Trang Vũ ơi, 49 cân mặc S thôi. 1m6 dài thì mặc đến gối chị ạ. Chào bạn Hoàng Thúy. Trang Vũ 53 mặc S thôi em ơi, dáng này dáng suông. Chị còn màu đen nữa nhưng mà còn một chiếc thôi, chị đang muốn chốt cái M này trước này. Nếu vừa S, M lấy S nhường M cho bạn Hiền, ok. Cái lúc nãy cái màu hồng S đâu? M đấy. À cái M đâu? Trang Vũ. Trang Vũ lấy S cho bạn, dồn cho bạn Thanh Hiền đi. Đấy. Bỏ ra lấy cái S, bạn ấy chỉ mặc S thôi. Nhìn bạn Thanh Hiền đi, Thanh Hiền size M, nhìn lại Thanh Hiền đi. Thanh Hiền chốt lại màu hồng nhá. 52 cân. Ok. Nhìn lại Thanh Hiền chưa? Thanh Hiền mặc M. Thanh Hiền ơi, Thanh Hiền cho chị số điện thoại đi. Đây này, chị đọc số Thanh Hiền này, 090. Viết đi. 090 418 4555 là của Thanh Hiền size M rồi đấy. Em còn một cái S hồng ạ. Linh xin cảm ơn chị. Ok, Mai Hương Vũ nhìn thấy chưa? 48 cân chưa? Rồi ok. Màu đen. Cindy Nguyễn màu đen size S này. Mai Hương Nguyễn size S này, nhìn thấy chưa? Này. Cindy Nguyễn màu đen này. Còn một đen M nữa ạ. Còn một đen M. Một đen S cho Cindy Nguyễn này. Mình hết đen S rồi, mình còn đen M thôi. Nó có phần gấu ren này, mặc rất là xinh. Bạn nào mặc đi làm mình nghĩ là thoải mái. Mình còn đen một M đen thôi. Đỗ Tuấn dồn đơn này, Đỗ Tuấn vừa đấy, để cho chị Đỗ Tuấn đi. Đen size F. Ghi Đỗ Tuấn đen S, đen S đây. Phải không? Thế thôi cái này. Xin đi Nguyễn đấy, vừa đọc xin đi Nguyễn size F nào. Em bọn này chán nhỉ. Mai hôm nữa chị đọc tên rồi đấy. Đâu đây, chị xem lại nào.
Ok nhầm, thế thì Cindy không được rồi nhá. Bạn kia chốt trước rồi. Bây giờ mới nhìn thấy inbox này. Của bạn Lại Thu Trang này. Cái hồng mới size S này. Ok. Đọc cái hồng này đủ 3S rồi đấy nhá. Mọi người ơi, mọi người chờ em một chút nhá. Nhân viên nó bị chậm nhịp một tí là bị lẫn rồi đây này. Chờ em lướt lại ở trên để em để em xem lại nào. Lại Thu Trang đen mờ này. Đen mờ để cho chị Đỗ Tuấn mà. Khi Đỗ Tuấn dồn đơn thay mờ đi. Còn cái S hồng, một cái S hồng nó vẫy là chốt thiếu đây này. Đấy, nhân viên viết nhầm chậm nhịp một cái là bị trôi hết cả luôn. Em còn một cái hồng S nữa ạ. Giơ lại cái hồng S đi. Lúc nãy hình như một hồng S này chưa ai chốt đúng không? S hay M? Em còn một cái hồng S mã số 33 ạ. Đâu nãy là đọc là đối đấy. Ok chị Đỗ Tuấn rồi nhá. Cái này em chốt cho mình cái S hồng 608 còn một cái hồng S là từ 48 đến 53 cân. Vừa cái mẫu này mã số 33 màu hồng ạ. Chị bảo đen mờ từ lúc em lại. Vâng nhưng mà lại có một chị nhảy lên trước lúc nãy rồi vì em vừa đọc lại một loạt rồi. 52 cân vừa mẫu này nhá bạn nhá. Hạnh Bùi trước này. Hạnh Bùi cho đủ thông tin. Đổi sang ít phong nha mọi người nhá. Phong lôi hết ra chưa? Đảo thảo ra đây đi đã. Lôi hết phong ra đây. Cái này còn một cái này em. Để phong đấy, để lấy vào kho lấy đó. Cái này chị nào đi làm mặc xinh luôn nè. Size S ạ. Mã 34 ạ. Mã 34 size S. Apollo chị không còn nhiều đâu. Apollo chị hết hàng rồi. Em còn duy nhất một chiếc này size S mã số 34. Ok, mình sẽ like set, like bộ, like váy lẫn nhau nhá. Để cho mỗi người có một nhu cầu khác nhau thì sẽ nhìn khác nhau nhá. Không bị chán. Em còn một cái này size S từ 48 đến 52 cân. Kèm thắt lưng. Rất là xinh, khô mà thô mát mà không nhầu đâu ạ. Mã số 34 ai lấy size S ạ? Hương Ngô 34. Hương Ngô ok ạ. Chốt cho bạn Hương Ngô nhá. Mọi người đổi sang mẫu này 35 nhá. Mã số 35 này. Để xem nào. Xem cổ, xem lại cổ. Cái này nhìn nó sẽ là size M. Cái này em còn một chiếc size M này mọi người ơi. Em còn một chiếc size M này. Mã số 35 size M ạ. Kèm cũng kèm thắt lưng nhá. Mã số 35 size M. Thôi chị bảo còn bao nhiêu? Còn 400 ạ. Mã số 35 size M nó khác họa tiết thôi. So với mẫu kia. Cô chủ. Ok, Thảo Hoàng này. Chốt cho Thảo Hoàng nhé. Em lại lên xếp tiếp nhé. À thôi, tóm được cái váy không. Cái váy này còn bao nhiêu chiếc nào? Một cái. Duy nhất một chiếc ạ. 450 còn 250. 450 còn 250 mã số 36. Mã 35 em chốt cho chị Thảo Hoàng rồi ạ. Quần sóc, quần em còn nhiều lắm. Mọi người có muốn em like không? 35 qua rồi ạ, 35 em chốt cho chị Thảo Hoàng rồi. Mọi người chuyển sang máy không mã số 36 đi ạ. Máy này phi size nhá, mọi người mặc thoải mái nhá. Từ 48 đến 58, 60 cân đều vừa. Ok, 36 Phùng Thị Loan này. 36 Phùng Thị Loan chốt trước ạ. Áo phong đi. Mẫu này sao? Hết rồi. Kho. Hết rồi đây. Đang hết rồi. Chắc chưa? Mọi người ơi, mã số 37 ạ. Đổi sang mã 37 áo phong hết, này. Hết màu đen. Còn màu trắng. Trắng còn bao nhiêu chiếc? Bỏ ra lấy trắng chơi.
3 cái, 4 cái Free size. 4 áo free size ạ. Áo rất là xinh. 500 còn 250 ạ. Nguyễn Ánh, bây giờ mới nhìn thấy Nguyễn Ánh này. Mọi người ơi, chuyển sang bạn số 37 giúp em với. Áo phông dáng xuông nha mọi người nha, mọi người mặc với sock rất là đẹp. Cháu ơi. Trang Thu Lê này bây giờ mới thấy, chị có thấy em chốt cái gì đâu. Chốt nhanh nhá. Mọi người đánh sẵn số điện thoại đi. Ưng mẫu nào enter luôn là nó sẽ nhanh hơn. Hương bùi màu trắng, rút ra một cái hương bùi màu trắng này. 64 cân vừa chị ạ. Chị có quần sock nhiều lắm nhưng mà không biết mọi người có rảnh nghe sock không. Nguyễn Ánh này, Trang Lê này, còn một cái trắng nữa thôi ạ. 4 cái. Ờ, like trước đẹp và chị, ừ vì chị lúc kiểu like theo hứng ý. Ok, Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh màu đen nào. Chọn Nguyễn Thanh màu đen này, và hết này, màu đen này, Nguyễn Thanh màu đen này. Nguyễn Ánh màu trắng nhá, 37, ok, hết. Nguyễn Ánh ơi, lúc nãy em tưởng chị chốt ở trong inbox rồi. Nguyễn Ánh vậy chốt mẫu này trong inbox chưa? Chưa, chưa. 12 áo kia. Hết chưa? Hết, hết rồi. Làm xem để cho nó biết xem. Bọn em nhìn thấy chưa? Chốt xong chưa? Em đang biết ai đấy? Trang Lê. Trang Lê này. Trắng. Xong bắt đầu Nguyễn Thanh này. Nguyễn Thanh màu đen biết rồi gì? Còn một chiếc màu đen trong Nguyễn Thanh thôi. Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh ai đi? Và Nguyễn Ánh này. Nguyễn Thanh. Nguyễn Ánh xong rồi. Nguyễn Ánh nữa là kết thúc rồi ạ. Còn một cái nữa. Còn đấy, còn Nguyễn Ánh đấy. Nguyễn Ánh Linh biết rồi. Thế còn áo vứt ra đấy là hết. Nguyễn Ánh biết xong rồi chị. Ơ, thế còn một cái nữa, Nguyễn Ánh. Nguyễn Liêu, à hết rồi, màu đen hết rồi. Thủy Đoàn này, Thủy Đoàn này, Thủy Toàn, Thủy Đoàn vừa nhá, mình chốt cho Thủy, Thủy Đoàn nhá. Ok chưa? Rồi. Hết không nhá. Mẫu này, mẫu phông gấu này là hàng hàng hơi cao một chút này. Trắng chỉ chịu ăn một cái. Cái này là hàng 600, em sale còn 300 mọi người nhá. 650 sale còn 300 ạ. 650 sale còn 300, một size chất phông đẹp, rất là đanh và nó không không bay hay là không bạc được những cái logo như này đâu ạ. Mã số chuyển sang là bao nhiêu rồi? 38. 38 ạ. Thanh Hiền ơi, thì lại mắc lại cho chị nhá. Bây giờ qua mã 33 rồi chị lại không 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 nhớ được rồi. Mã số 38 ạ. Mã số 38, 600 sale còn 300, áo phông dấu quần. 650 sale còn 300 ạ. Em còn mấy chiếc cơ? Thế nào? Em còn 4 chiếc ạ. Em còn 4 chiếc, 650 còn 300. Mọi người mặc với cả xem có ai không? Sóc dấu quần rất là đẹp mà không chị bị Hà Trần may, không bị bạc nhá. Hà Trần này, Trần Thu Trang, Trần Thu Trang này. Hà Trần. Hà Trần này, Trần Thu. Trần Thu Trang này. Còn hai chiếc nữa. Em một chiếc. Nguyễn Ánh chị vừa cất ra cho Nguyễn Ánh rồi, vừa cất cho Nguyễn Ánh rồi nhá. Hàng 650 sao còn 300. Mặc dấu quần rất là đẹp. Mà màu gấu họa tiết rất là xinh mà không bị giặt thoải mái, không bị bong chóc gì đâu mọi người nhá. Nó là in chứ không phải là không bị sợ mờ logo hay là bong 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 mẫu. Em còn 2 chiếc ạ. 650 còn 300. Mặc dấu quần thoải mái. Chất cốt tông. Dày dặn, dày cũng không phải là dày, nói chung là cũng mát và dễ chịu. Đây, mặt sau đây, mặt trong đây. Trang Hoàng. Trang Hoàng ạ. À. Em còn 1 chiếc nữa ạ. 650 em sale còn 300. Mọi người mặc với cả sock đen cũng rất là dễ mặc nhá. Hàng ngày cứ thôi, cứ xông rộng, phông rộng mặc là dễ chịu nhất. Còn một chiếc nữa ạ. Chị nào chốt giúp em một chiếc nữa đấy ạ. Nói đi. Cái này, mẫu này còn mấy chiếc. Mọi người chốt giúp em một chiếc nữa đi. Em còn một chiếc nữa. 650 còn 300. Ok, Trang Hoàng, Hoàng Hằng, Vai Đỗ này, nhìn thấy này. Còn một chiếc ạ.
Đấy, lúc thì tranh nhau còn một chiếc thì chưa thấy ai chốt hộ. Em hãy đổi nhá. Áo này 420, sale còn 200 mọi người ơi. Em còn 4 chiếc ạ. Chất cốt tông rất là mát. Em còn 4 chiếc. Mã số 39. Diên Hạo, Diên Hoàng lấy nốt cho chị cái áo này nhá. Diên Hoàng lấy nốt cho chị số điện thoại đi. Đấy. Yêu ghê cơ. Chốt nốt hộ tớ cái có size 160 á. Free size thôi bạn ạ, chứ mình không biết là mã 160, 100 mấy thì dành cho trẻ con đấy chứ nhỉ. Mã 338 này. 38 Duyên Hoàng cho tờ số điện thoại với. 38 còn một cái này. 39 Nguyễn Ánh xin để Nguyễn Ánh dồn đơn. Nguyễn Ánh nha, Nguyễn Ánh nha. Còn một cái này ai chốt chưa? Cái để đây á. Chị Nguyễn Ánh đúng không? Nguyễn Ánh dồn đơn một Nguyễn Ánh này. Em còn 3 chiếc ạ. Sale còn 200 ạ. Mã số 39. Duyên Hoàng dồn đơn đấy, cái áo gấu đấy ghi Duyên Hoàng dồn đơn này. 39 này, Thắm Nguyễn này. Thắm Nguyễn này. Em còn 2 chiếc nữa ạ. Áo thực sự cốt tông rất là mát nhé, quay đằng sau. Sale còn 200 thôi, quá rẻ. Nguyễn Thanh này. Nguyễn Thanh này. Trang Vũ ok ạ. Thắm Nguyễn. Trang Thắm Nguyễn rồi, bây giờ Trang Nguyễn Thanh và Trang Vũ đi là hết. Tiếp áo phông nha mọi người nhá. Đây áo kẻ kẻ. Áo kẻ trước đi. Áo kẻ một size ạ. Áo của D&G bao nhiêu tiền? 500 còn 250 ạ. Mã số 40 ạ. Trang Mèo ơi, mình lại vừa kết thúc áo gấu rồi. Tí nữa không, nếu mà còn thì mình lại gọi điện lại cho bạn nhá. Mã số 40 Thủy Trần một chiếc này. Từ đấy, chưa xong đâu. Này, còn cái này bảo bao nhiêu nhỉ? 250. 250 ạ. 500 còn 250, em còn một chiếc nữa thôi ạ. Mã 40 Huyền Vũ ok là hết ạ. Chất thun mọi người nhá. Chất phong thun nhá. Em hết mã số 40 rồi ạ. Mã số 40 em chốt cho Thủy Trần và Huyền Vũ. Chị Thảo lại bị chậm rồi. 40 em hết rồi ạ. 41 còn một chiếc ạ. 41 em lấy bằng giá luôn 250. Chị nào lấy 41 cho em với. 41 ạ. Chị nào lấy mã 41 không ạ? 41 còn 250. 40 em hết rồi chị ạ. Em chốt cho chị Thúy Trần nốt số 41 nha. Em chuyển xong mã 42 chị ơi. Đây Thúy Trần đây rồi. Chuyển sang 42 mọi người ạ. 41 em hết rồi ạ. Xem mẫu này còn bao nhiêu trước. Cái đen đấy là cái gì đấy? Sao lại sót à? Sao mẫu đấy lại để sót nhiều thế? Ở đây có một cái này. Đây là cái gì đây? Đây là cái áo 500. Cái này cũng 500 còn 250. Free size, size M. Mẫu 42. Trương Thị Hiền ơi, có Trương Thị Hiền chưa nhỉ? Dồn đơn. Dồn đơn nhưng mà lúc nãy có Dương Thị Hiền dồn đơn chưa? Trương Thị Hiền ơi, cho mình lại số điện thoại đi. Đây, cái này cho Trương Thị Hiền này. Trương Thu Hiền chứ. Nguyễn Ánh dồn đơn 42 mình cho bạn Trương Thu Hiền dồn đơn rồi. Nhưng mà Trương Thu Hiền đừng có cho lại mình số điện thoại đi. Mình kết thúc mã số 42 rồi. Có rồi, đây là ghi lại Trương Hiền. Mình biết là có rồi nhưng mà sợ tí nữa lại lẫn ý. Trương Thu Hiền điện thoại là nhìn thấy chưa. Tiếp sang mã số 43, em còn 2 chiếc ạ. Rất là xinh, mẫu này cực kỳ xinh, mã số 43. Cực kỳ xinh luôn, mặc với sock trắng, sock đen đều đẹp. Mã số 43 bao nhiêu em? 500 còn 250 ạ. Ôi phông em sale rẻ luôn cho mọi người đây này. 43 mà đây là chất lụa nha mọi người nhá. Đằng sau chị nào bầu khi mặc bao che được cái này đấy. À hơi bầu thì hơi ngắn. Bầu thì sợ hở bụng.
43. Này nhé chị ơi. Chị eo ơi, mãi về sau em mới thấy của chị Thảo ấy. Tốt nhất là chị ra cửa hàng luôn đi, khổ ghê cơ. Chị ra cửa hàng đi. Khổ. Cái này một size chị ạ. Cái này dáng suông rộng nhá, mặc với short. 4 mã số 43, 500 còn 250 ạ. Chị Phương Thanh em nhìn thấy luôn này. Mã số 43 em còn một chiếc nữa ạ. Cái này mặc hơi xinh luôn. Mọi người mặc cái sóc giấu quần là đẹp. Mát. Thời tiết này là chỉ cần mát thôi. Cái nào rộng mát là muốn rút tủ ra mặc rồi. Nhi Nhi Lê ạ, ok ạ. Bạn Nhi Nhi Lê xong ạ. Mọi người phong tiếp nhá mọi người nhá. Áo này thêm còn mấy chiếc? Không hết áo còn mấy chiếc. Hôm này còn ông Thủy lục bên bới bên đấy đi. Nãy còn một cái quấy Thảo ơi. Đây chị bảo. Đây còn hai cái hôm nay quấy cho khách còn cái nào. 43 em hết rồi. Cái này nãy quấy cho khách uống chưa? Còn không? Còn một cái. Cầm ra đây. Đi lên đi ạ. Mã này nữa, mã này tìm kho cho chị chưa? Mã số 44 này mọi người này. Mã cái này còn không? Đây này, áo này. Mã số 44 em còn một chiếc ạ. Thảo cho hết chơi. Áo này đâu? Áo này đâu để cầm chữa xem. Mã số 44 em còn một chiếc. Hết rồi. 500 à? 500 còn 250 ạ. Mã số 44 ạ. Khóc à? Ừ. Em mãi không mua được cái nào. Lan Hoàng. Lan Hoàng có comment không? Hương Nguyễn này. 54 Hương Nguyễn, ok. Mọi người giúp em là quan trọng nhất là ghi đúng số điện thoại và nhấc máy giúp em nhé. Thì sau cái thao tác live stream này gọi điện sẽ mất là rất là mất thời gian khoảng từ giờ đến chiều. Nên mọi người lưu ý là để ý điện thoại giúp em nhé. Mã 44 Lê Tâm. Mã 44 xong rồi. 44 một cái. 44 có một cái thôi. Cho chị Hương Nguyễn rồi ạ. Mã số 45 ạ. Em còn hai cái S1 S1M 450 còn 250. Nguyễn Ánh cái loại cất của Nguyễn Ánh cái gì chứ? Thanh 45. Thủy Thanh sai gì ạ chị? Em còn một S1M chị ạ. Đỗ Hằng M này, Đỗ Hằng trước M này. 450 còn 250 ạ. Em còn S ạ. Nguyễn Kim Huệ S. Kim Huệ S là hết ạ. Gấu đi, gấu đi. Em gấu này còn mấy chiếc nào? Còn một chiếc ạ. Em gấu này là hàng cao cấp. Rất là đắt. Đồng trong vụ là 850. Em sale còn 400 ạ. Thì size 850 còn 400. Em hết size 45 rồi. Mọi người đổi sang 46 giúp em đấy ạ. Em hết 45 ạ, mọi người chuyển sang 46 nhá. 46 hàng này là hàng cao cấp, 850 sale còn 400 ạ. Free size, mọi người có thể mặc đồng dấu quần. Nguyễn Việt Hà, chị lấy mã số 46 ạ. Áo phông trắng này, mùa hè mặc phông trắng là dễ mặc. Mã số 46 có ai lấy không ạ? Mã số 46. Số 46 có ai lấy chưa? Đơn rồi ạ. Chị Thắm Nguyễn ạ. Chị Thắm Nguyễn dồn đơn, ok này. Để em tìm nhà mùa nhá. Tiếp mã số bao nhiêu đi? Mã số 47 chị ạ. 200. Em còn mã số 47 ạ. Em theo còn 200 ạ. Có chị nào lấy nốt không ạ? Còn một chiếc ạ. Có chị nào lấy nốt không ạ? Mã số 47 chị ạ. Mẫu này đi nào. Học con này còn lấy cái phông. Không chị ạ. Mã lấy mẫu này không ạ? Áo em còn 200 ạ. Chất phun ạ. Mã số 47 mọi người ơi. Cái ba cái. Hôm qua cái này mọi người cũng tranh nhau. Nhưng mà gọi lại một chị không nghe điện thoại. Rất là buồn. Em góp một chiếc 200 mã số 47. 2M trắng, 2M vàng. Nguyễn Việt Hà. Cái đấy lại. Like nhanh quá chị. Mọi người lấy ok 47 bạn Phương Hiệp này, dồn đơn này, số điện thoại. Ghi dồn đơn lúc tìm cho dễ nhá.
áo này em còn mọi người muốn em mặc thử mẫu áo này không? Cái này em còn 3 trắng. Em còn 3 màu trắng và 3 màu cam. 2M, 1S, màu trắng. 2M, 1S, màu trắng. Mọi người ghi cam hay trắng giúp em nhé. Mã số 48 bao nhiêu rồi? 520, còn 250 ạ. Mã số 48. Em lại hết 47 rồi các chị ơi. Màu trắng em còn bao nhiêu? Đọc lại em. 2M, 1S. Màu trắng là 2M, 1S. Màu cam là cũng 2M, 1S ạ. Màu cam cũng là 2M, 1S. Khách chốt nhanh, chị theo không kịp. Tại vì em cũng còn ít ý. Nhiều lúc có mỗi 1-2 chiếc. Ví dụ cái mẫu nào còn nhiều thì mọi người mới kịp. Áo gấu em hết ạ. Áo em đang mặc là 460 chị nhá. Chị Nguyễn Liên màu trắng size M này. Thế em còn 1S thôi ạ. Mẫu này cực kỳ xinh và chất nó rất là mát. Em nghĩ là chị nào đi làm mặc cũng rất là được này. Nó là chờm vai nhá, cổ đổ, tay này, kèm thắt lưng rất là xinh. Em cũng đã mặc vân mẫu trắng rồi đấy ạ. Chị ơi em còn 48. Tú sinh 48 cân mặc S ạ. Con size M màu trắng Nguyễn Liên màu trắng size M này. Em còn 2S màu trắng thôi. Chị có lấy sang cam không? Vũ Ngọc màu cam size M này. Vân Nguyễn chốt màu trắng size M. 2M. Này size M đấy, chốt cho Vân Nguyễn. Không phải size S này. Chị Trang... Ừ thế là còn 2S. Trang M 1S, trắng là 2M 1S. Cho chị Trang Ngọc đi. M Vũ Ngọc này, cam M này. Ngọc Trang Ngọc. Từ từ, cái này từ từ nó vẫn lẫn nào. Em chốt được cho chị Vũ Ngọc này. Vũ Ngọc màu cam size M đúng không? Màu trắng là chị nào? Đâu rồi? Em là Vân Nguyễn. Vân Nguyễn size M ạ. Màu trắng em còn 2S thôi ạ. Đâu? Hai cái này 2M. Em đều còn 2S. Trắng là hết rồi. Trắng, trắng còn 1S. Và cam còn 2S. Chị Lê Thu Trang. Chị Thoa Nguyễn ơi, chị mặc S à? Cam em còn 2S, trắng em còn 1S ạ. Còn 250. Cam size gì? Chị Thoa Nguyễn ơi, chị mặc size gì ạ? À? Em còn S thôi. Chất vải rất là mát mọi người nhá. Này mềm thì nó như là lanh nhưng mà nó lại không nhầu. Mặc rất là dễ mặc. Che tay này vẫn mặc được đi làm nhá, cổ đổ nhá. Cái này mọi người mặc cái quần skinny hoặc là quần ôm rất là xinh. Trắng em còn 1S, cam em còn 2S ạ. Mọi người có ai chốt tiếp không ạ? Like lâu lâu, ok. 50 cân mặc S chị ạ. 50 cân mặc S thôi. 49 mặc S chị ạ. Chị Thoa Nguyễn lấy màu S cam này. Như chị Thoa Nguyễn này. Chị Thoa Nguyễn mặc S thôi chị nhá. Chị Dương Tâm S trắng cho em số điện thoại. Nguyễn Mến S cho Nguyễn Mến. Nguyễn Mến màu gì ạ? Thùy Phạm lấy màu gì ạ? Em thì còn còn 1S cam và 1S trắng. Mọi người không ghi màu cho em gì ạ? Dương Tâm ấy không có số điện thoại này. Trang Vũ Trang Vũ cam S này là hết này. Em còn 1S trắng. Trang Lê màu trắng là hết này. Rồi ạ. Đây, lấy cái áo sơ mi đen trắng cái này không có. Không có. Cam cam S của Trang cam S. Sơ mi này xem chị còn mấy chiếc. Sơ mi còn đây. Sơ mi em còn 2 chiếc này. 1M 1L ạ. 550 còn 250 ạ. Mã số 49 ạ. Em chuyển sang mã 49 rồi ạ. Mã số 49 ạ. Ờ Nguyễn Anh có cái này rồi ạ. Chị toàn 1M 1L. Em còn 1M 1L ạ. Cái này mọi người mặc quần short giấu quần rất là đẹp nhá. Mặc rất là chơi. Chất thô. 49L ok này. Xe còn 250 mà nguyên giá là 550. Em còn một size M nữa ạ. Ok ạ, bạn Hương Nguyễn size M. Cái này mùa thu đông mọi người mặc short nhá, không phải đi bốt vào. Rất là đẹp. Xong mã số 49 chưa? Đây tiếp áo hoa kia đi. Đấy.
Nguyễn size M. Vừa nhìn thấy đây đâu. Quý Thành size M. Cái này là bao nhiêu nhỉ? 500 ạ. 500 ạ. Áo này là 500 nghìn. Sale còn 250 một size ạ. Rất là xinh, có hai dây bên trong mà kèm vào nhá. Thắt cu đông của mọi người mặc cái này rất là đẹp này. Sơ vin rồi ạ. 550 còn 200 ạ. À 250 ạ. Mã số 50 ạ. 500 like răm bằng răm bằng răm khó nhỉ. Răm cơ răm mình còn đấy. Mình còn răm đấy. Cân, 50 cân vừa chị ạ. 50 53 cân vừa chị ạ. Chị Đỗ Hằng lấy 53 cân đúng không ạ? 53 cân cho chị Đỗ Hằng này. Cái này có kèm màu dây nhá các chị nhá. Mặc màu hoa rất là nhã nhặn này, rất là tây. Hai dây mềm không sợ đâu ạ. Còn sơ mi không ạ? Còn ạ. Còn 1 2 mẫu nữa, hạn 3 4 mẫu nữa. 50 cân này, Hương Nguyễn này. Em còn một chiếc nữa thôi ạ. Mặc rất là xinh nha em ạ. Em mặc màu trắng rồi em để cho mọi người nhá. Mặc rất là sang, màu hoa rất là dễ chịu. 45 cân vừa em ơi. 50 cân này, Hoàng Thùy Phạm là hết này. Hoàng Thùy Phạm là hết này. Hoàng Thùy Phạm là hết này. Hết rồi ạ. Cho Ngọc Thùy Phạm là hết luôn rồi ạ. Hà Trần ơi, em hết rồi chị Hà Trần ơi. 60 cân thì không vừa rồi ạ. Cái này em hết rồi, mẫu 50 em hết rồi. Cho Thùy Phạm nữa là hết rồi ạ. Cái này em còn duy nhất một chiếc này. Xe còn 250 nhanh thôi ạ. Mã số 51 ạ. Quần đồng xuông là chị hết rồi. Nhóm chị cũng đợt này đi đây này, cuối tháng 25 này chị đi Trung Quốc là nhập hàng thu đông là chị sẽ lấy rất là nhiều quần xuông này. Áo chị đang mặc là 460 bông cơ ghi nhá. Có quần Becky, em có đăng lại những cái mẫu sale của Becky đấy chị. Còn sắp tới sẽ là Becky hàng Huyền mới trong thu đông, còn hàng sale vẫn còn ạ. Huyền Vũ. Huyền Vũ hết ạ. Sắp tới là thu đông này, riêng Becky với quần xuông em sẽ chú trọng. Vì năm nay em thấy mặc những cái áo không cơ ghi xong mình mặc quần xuông đấy, xong mình đi guốc lên trông rất là sang và lạ. Chứ còn quần ôm nó kiểu bị chán rồi ạ. Mã số 52 ạ. Mỗi màu còn một chiếc à? 500. Đâu, đâu, tìm lại đi. Mã số 52 màu vàng em còn 2 chiếc. Màu tím còn 1 chiếc. Mã số 52 ạ. Em sale nhanh còn 200 thôi ạ. Free size. Mã số 52. Mã số 52 ạ. Cái này có cổ nhá, mặc không bị hở đâu ạ. Em có mẫu em mặc áo này rồi đấy. Mọi người buộc vào đây 52 còn 200 này, không bị không bị hở đâu ạ. Tím là hết. Em còn 2 cái vàng ạ. Mờ à? Hay là bên em mờ? Mọi người có thấy mờ không? Bên chị vẫn thấy nét mà. Vẫn nét đúng không? Nét. Vẫn nét mà em. Em còn màu vàng, 2 chiếc màu vàng ạ. Sale còn 200. Ngọc Thúy Phạm. Ngọc Thúy Phạm à? Em còn 1 chiếc nữa ạ. Mặc không bị hở đâu, rất là kín đáo mọi người, mặc đi làm được. Mà chất thô mát. Ngọc Ánh, Ngọc Ánh lại đẹp à? Cái này em còn 1 chiếc thôi ạ. Ok, Mai Hướng Vũ mặc vừa 48 cân vừa nhá. Mình mặc mẫu cái này mình 48 cân mặc vẫn vừa. Ở đây, nốt đi. Cái này cái này cái này còn một cái. Cái này người. Em còn một chiếc sơ mi này ạ. Sơ mi TP cổ ren màu hồng còn duy nhất một chiếc. 450 còn 200 thôi nhanh. Đã 53. Thế nào một chiếc thì cho sâu không? 53. Mã số 53. Mã số 53. Mã số 53 có ai chốt không ạ? Mã số 53 em sale còn 200 chất lụa cổ ren. Ok chị Trang Lê ạ. Chốt cho chị Trang Lê này.
Cái này em còn một chiếc size S. 450 còn 200. Chất rất là đẹp luôn. 54. 53 em hết rồi ạ. Mọi người chuyển sang 54 giúp em với. 54 cái mẫu này là còn short form một cái, không treo đi. Mặc rất là thích. Mã số 54 ạ. Mã số 54 em sale còn 200. Ok Nguyễn Mến ạ. Chốt cho bạn Nguyễn Mến. Răm này còn mấy cái em? Đây chị ạ. Còn 2 size M đi. Mã số 54 1M 2M 1S ạ. Mã số 54. Răm này là răm đũi quá đẹp luôn. Găm đũi quần đùi mã số 54. 54 ghi size cho mình với. À 55 nhầm. 54 em kết thúc rồi. 55 ạ. 55 Bảo Nam ơi 55 đúng không? 55 Nguyệt Ánh size M này. Nguyệt Ánh năm đi. Nguyệt Ánh size M Bảo Nam ơi là 55 đúng không? Lê Thu Trang S này. Còn 1M. À còn 1M thôi ạ. Cái này bao nhiêu nhỉ? Em chưa nói giá đúng không? 550 còn 300 ạ. Em đọc lại nhá. Bọn em 55 này. 55 có Nguyệt Ánh một chiếc size M này. Lê Thu Trang S này. Em còn 1M cho Linh Thùy nữa là hết ạ. S đây, Linh Thùy 1M nữa là hết này. Cái này còn mấy chiếc đấy? Hai S. M và M với S. Em còn 1S 1M. Cái răm này siêu hot luôn. Mã 56. Mã 56 bao nhiêu? 700. 700 em sale còn 400. Quần ống đứng rất là đẹp. Mã số 56. Size M em hết rồi ạ. Mã số 56. Duyên Hoàng có, bây giờ mình thấy Duyên Hoàng này. Duyên Hoàng, Linh Duyên Hoàng ơi, em lại comment sau đặng. Bạn Linh Thủy rồi. Thị Mây ạ. 56 size M ok, bạn Thị Mây này. Em còn một cái size S nữa ạ. Dồn đơn Trang Vũ này 56 này. Lấy thêm áo không đi, lấy áo không. Bây giờ em sale sang bộ áo phông này ạ. 400 còn em sale còn 200 ạ. Có ai chốt không ạ? Sao cái áo này chị không muốn treo à? Treo mà chị. Áo này free size ạ. Mã bao nhiêu chị nhỉ? Mã 57. Mã này mã 57 chị ạ. Phải không? Nhìn lại em nào. Đúng rồi. Em sale còn 200 ạ. Mã 57 kìa chị. Cho chị Thu Trần Trang. Thu Trang một chiếc đi. Còn không chị? Cái này được thôi, sợ mạng này hết còn đấy. Đây, cái này tháo ra đi. Cái này tháo ra đi. Cái xe kia còn một cái. Đâu, chị không thấy, nãy rồi. Không biết. Cái này chưa treo. Cái này còn mới một cái thôi à. Một cái bởi trong có thể hết ra rồi chị. Để hết rồi. Vâng, dơ pha. Đây này còn một chiếc nữa này. Dí gần đấy. Em còn một chiếc nữa ạ. Cho bạn, lúc ấy cái này chốt cho bạn nào rồi? Trần Thu Trang ạ. Trần Thu Trang một chiếc ạ. Còn một chiếc nữa rồi. Còn một chiếc 57, chị Thắm Nguyễn ơi cho em số điện thoại. Áo giáng xuông chất rất là đẹp. Thắm Nguyễn dồn đơn này. Có 400 ạ. Thắm Nguyễn dồn đơn. Nguyễn Ánh ơi, cho bạn Thắm Nguyễn trước rồi. Thôi kệ, cho bạn sẽ chị Thắm Nguyễn dồn đơn nhá, ghi vào đây. Mã số 58 ạ. 58 áo lụa nhá mọi người nhá. 58 áo lụa rất là đẹp. 450 sale còn 250 một size. Em còn rất là nhiều. Bốn trắng bốn đen. Trắng một mờ. Trắng bốn trắng. Bốn trắng năm đen ạ. Mã số 58 áo lụa nhá mọi người nhá. Này, rất là sắc nét. Mùa thu này mọi người mặc được luôn này, đi làm được luôn này. Áo lụa rất là đẹp. 450 sale còn 250 ạ. Một size. Mã số 58. 58 Nguyễn Việt Hà này. Màu đen hả chị ơi? Chị 58 lấy màu gì hả chị Hà ơi?
Mọi người ghi màu giúp em nhá. Trắng này, Minh Tâm. Minh Tâm màu trắng này, ok này, 49 cân này, Minh Tâm này. Áo cười cái chị xem nào. Nó không biết cười đâu, mẹ mặt nó nhăn như là khỉ ấy. Nguyễn Thu Phạm màu trắng này, Ngọc Thùy Phạm này. Từ đã. Chị Minh Tâm này, lúc nãy 58 rồi đúng không? 58 Minh Tâm này. Lấy ra đấy. Chị Nguyễn Loan ơi, chị mọi người cho em size màu với ạ. Mai Đỗ màu đen này. Mai Đỗ màu đen này rất từ từ không phải loạn này. Chị Việt Hà màu trắng này, nhìn lại lúc nãy nhìn lại chị Việt Hà chưa? Màu trắng khóc hết rồi này. Chị Việt Hà này. Trắng có một cái. Em còn một cái trắng nữa thôi nhá. Chị Việt Hà này. Nhìn thấy chị Việt Hà chưa? Rồi. Số điện thoại nhìn thấy chưa? 098 không hiện số. 098 270 7743. Màu trắng nhét vào nhanh lên chị Việt Hà. Ngọc Thùy Phạm lúc nãy viết chưa? Ngọc Thùy Phạm rồi này. Mai Đỗ dồn đơn màu đen. Tập lấy áo chưa? Mai Đỗ rồi này. Baby trắng này. Béo Barbie màu trắng. Béo Barbie Lê nhìn thấy chưa? Ok chị Mai Đỗ rồi ạ. 53 cân. Em hết màu trắng rồi ạ. Em hết màu trắng. Ruby Đỗ. Ruby Đỗ màu đen size M. Ok, Ruby Đỗ này. Ruby Đỗ quên đầu mình che hết cả màn hình. Ok, chị Việt Hà rồi ạ. Trắng em hết ạ, em còn đen thôi ạ. Em còn đen ạ. Đen là... Lúc nãy nói là xe còn 250 đúng không? 450 còn 250. Em còn 3 chiếc màu đen. Chị Nguyễn Loan đây xem số điện thoại vậy ạ. Áo lụa rất là đẹp nha mọi người nhá. Logo này rất là chắc chắn, không bị vì nó là khâu mà mọi người không sợ bong chóc đâu nhá. Lụa Thảo ơi, mọc rất là mềm. Thảo ơi, chuyển nó đi xong rồi gọi sau Thảo ơi. Em còn 3 chiếc màu đen ạ. Sale còn 250. Gọi sau con. Mọi người có chốt đen cho em nữa không ạ? Còn 3 chiếc màu đen ạ. Em hết trắng chị Hiền ơi, em còn đen thôi ạ. Chị Nguyễn Loan màu đen này. Nguyễn Loan nhìn thấy số điện thoại chưa? Nguyễn Loan này em còn 2 chiếc ạ. Em còn 1, còn 2 chiếc màu đen nữa ạ. Chị nào lấy comment giúp em đấy ạ. Nó có bộ còn sau nhá. Nguyễn Loan này còn 2 chiếc màu đen. Còn 2 chiếc màu đen ạ. Thôi lại đổi mẫu vậy, chưa ai chốt thì lại đổi mẫu vậy. Cái này set này còn bao nhiêu? Còn một chiếc à? Em còn một chiếc size S. Mã bao nhiêu rồi? 59 ạ. Mã số 59 size S. Áo vest với cả quần short. Mã số 59 đen Đỗ Tuấn dồn đơn. Chị đen lúc nãy cho chị Đỗ Tuấn rồi đúng không? Vâng. Chị Đỗ Tuấn ơi, em chốt cho chị rồi. Lần sau những cái chưa chốt xong thì đừng có vứt ra vội nhá. Để nhìn đã chốt ai đã. Đỗ Tuấn màu đen chưa? Hình như lỗi chị nhớ là có Đỗ Tuấn rồi. Có rồi. Vâng, Nguyễn Loan màu đen em chốt cho chị màu đen rồi. Áo này cái thì bao quên hỏi tiền bao nhiêu? 650, còn 350 ạ. Duy nhất một set màu size S màu xanh. Rất là rẻ. 650 còn 350. Quần short mà dáng đi. Form quần này thì không phải chê về áo thì mọi người mặc chùm quần nhá, nó chỉ hở một ít thôi. Mình tận dụng được hai thứ luôn và nó có đai để mình thắt eo. Chị Thịnh Trí ơi cho em số điện thoại đi. Chị chốt cái áo lúc nãy màu đen size L đúng không? Áo đen lúc nãy là sale còn 250 ạ. Đâu áo đen đâu? Áo đen này em sale còn 250. Cái chiếc kia đâu? Có một cái đâu? Chiếc gì đó? Thôi rồi. 59 thắm tài, 47 cân. Ok ạ.
Đây cho lấy cái này. Em còn một chiếc nữa. 59 trang lê này, cho trang lê cái này này. Dáng suông vừa hết ạ. À. Em hết rồi, chị thắm tài cái này nữa là hết rồi. Này 58 chứ. Ừ 58 trang. À ừ. 59 là trang lê lấy mẫu này đúng không? 59 đúng không? Không, thắm tài đấy chị. Chị chốt cho thắm tài trước rồi. À thế à, tưởng thắm tài lấy áo tưởng nhầm. Thắm tài lấy áo. Chị áo này cho ai? Mã này. Thì cái Thịnh Chí. Mã này 59 là nhầm. 59. Cho Thịnh Chí. Thắm tài rồi. Thịnh Chí đen được nhỉ? Thịnh Chí đen. Trang ơi lại xin lỗi Trang rồi. Bạn thắm tài bạn chốt trước rồi. Ổ thế. 60 ạ. Trang ơi rồi lấy màu này không Trang? Lúc này ôm hết set ra ngoài được. Hết rồi. Trang lấy màu này không Trang? Cái này cũng còn một cái rồi. Cái này là không có phải S ạ. Đã chốc xem nếu may còn đứa nào cứ bất. Mã 60 ạ. Trang ơi em lấy màu này đi. Màu kia chị chốt cho bạn thắm tài rồi. 60 rồi chị Duyên Hoàng ơi, 60 ạ, 59 em hết rồi ạ. 60 em còn size S, nó form giống 59 em hết màu xanh. 60 Mai Hương Vũ 48 cân vừa luôn ạ. Mai Hương Vũ. Cái này em còn một cái váy này size S mã 61. Em còn mã số 61 ạ. Size S ạ. 800 còn 400. Kèm thắt lưng luôn mọi người nhá. Thắt lưng mọi người buộc vào đây xem này. Mã số 61 Thủy Lê này. Ok ạ. Thủy Lê. Em ghi Thủy Lê. Mọi người để ý điện thoại giúp em nhá. 61 cho chị Thủy Lê là kết thúc ạ. Cái này còn một chiếc. Cái này em còn chiếc size M. Cái này mọi người mặc được luôn mùa thu này. Cái này xem còn 400. Em chốt cho chị Thủy Lê 61 trước rồi mọi người ơi. Em chốt cho chị Thủy Lê trước rồi ạ. Mọi người chuyển sang mã số 2, 62 đi ạ. Máy này rất là xinh, máy cũng đã chụp mẫu rồi ạ. Màu hoa rất là tây, em còn duy nhất một chiếc size M. Mã số 62. 800 còn 400. Mã số 62 ạ, 800 còn 400 ạ. Váy rất là mát, chất rất là mềm. Đỗ Hằng ạ, ok, vừa chuẩn luôn size M ạ. Thì Đỗ Hằng mặc size này chuẩn luôn rồi. Đây, tìm chị mẫu này đi. Mẫu này em sơ chuẩn bị rất là đẹp đây này. Không, không phải hết không còn. Không có. Còn một con. Mẫu này còn nhiều đấy, không hết được đâu. Dừng lại đi. Cô đúng không chị? Ừ. Còn hôm qua còn 2 cái nữa đấy chứ. Còn hôm mày mang hết ra ngoài này. Không nhớ không chị? Tìm lôi hết kho ra đây đi Thảo ơi. Mẫu này rất là đẹp này. Chuẩn bị mã số 63 mọi người nhá. Chuẩn bị mã số 63. Mã số 63 này xuất sắc luôn. Thế luôn hôm nay là em sell hết cửa hàng luôn đi. Mai khách đến chắc là không còn một cái gì ở trong nhà em. Xem size cho chị đi nào. Em còn 2M1L. Mẫu này em còn 2M1L. Trên là cốt tông và dưới là lụa. Cái mẫu này khách nhà em thôi khỏi phải bàn luôn. Để xa ra 63, 53 cân ánh tuyết ok này. Ánh tuyết lấy size M này. Bao tiền nhỉ? Ơ, chưa lấy tiền à? Bao nhiêu? 750 em sale còn 400. Đẹp ánh tuyết. Ánh tuyết, ok ánh tuyết một cái rồi này. Ánh tuyết hết ra đây này. Ánh tuyết rồi nha. Châu Anh à? Cái này là size gì? Mọi người chờ em tí, em xem lại size đã. S, SML ạ. Mỗi size còn một chiếc. Ánh tuyết size M này. Thủy Thanh size L này. Thủy Thanh. Em còn một S thôi ạ. Sale còn 400. Thủy Trần size L hết. À size S. Váy này thực sự là quá đẹp. Đẹp từ chất đến form luôn ạ. Size L. Size L.
mẹ khi nào nói mẹ nhìn tên nó xong là mẹ ném luôn ra chúng nó, cứ vơ bừa thế làm sao nhìn thấy chúng tên nó là ném file ra chứ. Em hết mạng 63 rồi mọi người nhá. 64 ạ. Em đổi sang mã 64, mã 63 em hết rồi ạ. Mỗi mẫu à mỗi size chỉ còn một chiếc thôi. Em có cái váy này rất là xinh, từ 48 đến 52 cân mặc vừa. Xem còn mấy cái để đang xem. Còn mấy cái, mã số 64 ạ. Ok Thủy Trần này. Đang sau mưa đấy. Xem còn mấy cái này. Mọi người chờ em một tí nhá. Em chúng mày vô duyên dã man luôn đi. Cái này chắc bỏ vào trong ấy thì em vừa mới cầm vào mà. Cất vào đi trong tí nữa xử lý sau. Còn hai đen, còn hai đen. Em còn hai đen ạ. Ok này. 64 chờ em một chút nhá. Ủa sao em chốt 10 lần không được cái nào? Trang đi cha bây giờ chị mới nhìn thấy nhá. Chu Nhung dồn đơn này, một chiếc 64 này. Và Nguyễn Lên 64 là hết ạ. Chị chỗ này chị đọc lên đi. Chu Nhung. Chu Nhung và Thương Bùi nhá. Nguyễn Lên này bị sau rồi chị. Chu Nhung và Thương Bùi này là hết rồi này. Lê Thoa bây giờ em mới thấy chị này. 600 còn 300. Chưa kịp nói giá khách đã chốt rồi. Thương Bùi và Nguyễn Lên nhá, để ý điện thoại giúp mình nhá, hai cái màu đen nhá. Set này còn mấy set? Còn hai set, còn một set nữa đâu. Dạ. Tất cả bút cẩn thận đấy nhá, bạn hết cả vào máy. Xem set cửa đằng sau chị có còn một cái nữa. Còn một cái màu trắng size L nữa. Em còn một M, một L. Tìm đi. Em còn một M, một L. Rất là xinh. Để à? Tìm ở trong kho đâu, tìm xung quanh người đi đã. Mọi người ơi, set này rất là xinh, 850, em có một M, một L, mã số 65. 65 L Thịnh Trí này, tìm thấy L chưa? Ok chị Thịnh Trí ơi, cho em số điện thoại đi. Cái này là tay hoan mọi người nhé, chất rất là đẹp, chất rất là mềm. 850, còn 450. Váy ạ, váy chân váy đương nhiên có lót quần ạ. Chân váy có lót quần và kèm beo với cả set vest. Đây rồi, 65 một cái size M này. Trang Huyền không ghi sai à Trang Huyền? Chị xin số điện thoại chị Thịnh Trí. Thịnh Trí ơi, chị Thịnh Trí cho em số điện thoại nào. Mã 65 size M Phương Thanh, em còn 1L ạ. Em chỉ còn 1L thôi. Còn 1M thiên âm mà. Thiên Ân là M mà, M chốt cho Phương Thanh ở trên rồi. Em còn 1L thôi ạ. L lúc nãy chị nào Thịnh Trí cho em số điện thoại chị Thịnh Trí ơi. Chị Phương Thanh lấy size gì à? Em còn L thôi. Giờ này đừng tắt điện thoại và tắt hết chuông đi, kêu ấm hết cả nhà. Em còn một size L ạ, size L là từ 55 cân đến 60 cân. Đúng không? Sắp 60 cân mặc vừa đấy ạ. Mặc có lót quần nhá. Những ai chị nào bập không sợ đâu ạ. Vì áo nó là dáng suông này. Mình mặc mình che mình sẽ hở một ít xếp ly ở cái chân váy thôi. Để cách lên này. Và bụng đai ở đây, tay hoan rất là thoáng. Em còn duy nhất một size L mã số 65. Xeo còn 450 ạ. Nhung Đào, chị Nhung Đào cho em số điện thoại đi ạ. Mọi người chốt không cho em số điện thoại. Em còn 1L ạ. Chị nào lấy L cho em số điện thoại với. Đưa bộ đi. Em chuyển sang bộ nhá. Mọi người muốn em chuyển sang bộ không? Thảo ơi vào kho lấy bộ ra đây. Cầm hết bộ ra đây. Em còn một set size L. Cứ giờ cái kia đã đây. Em còn một set size L ạ. Chị Hà Trần lấy size L à? Thiên Ân này. Mọi người không cho em số điện thoại gì cả. Thiên mọi Ân người size em... L em có số điện thoại này nhá. Thiên Ân ok size L nhá. Mọi người ơi chuẩn bị bộ này. Em sell bộ nhá. Mọi người có hứng thú với bộ không ạ? Thiên Ân em chốt cho bạn Thiên Ân. Bạn Thiên Ân rồi. Rồi ạ. Phân size chị đi cái này còn size gì? Em like bộ nhá.
Lai bộ lúc nãy hôm nay chưa lọc sai à? Chưa. Lọc thì không lọc luôn đi. Cái bộ màu đỏ này là không thấy treo đây này. Bộ này đâu? Đây. Bộ này đây. Đây nhá, chị cái nào chị nhập sai. Em chuẩn bị sang bộ đấy mọi người ơi. Cô gì sai? Mọi người ơi, em sang bộ nhá. Rất nhiều bộ. Lọc sai. Mặc luôn thu đông năm nay. Cái này có ai để? Ai phiên đơn nào sai L đấy? Chưa hết đơn rồi thay. Còn một bộ mà. Đấy sai L đấy. À đây là L này. Đây là sai M. Sai M thì em chốt sai L thì đơn rồi. Còn sai M thì ai chốt? Ok. Đùa. Cái này chị cũng chốt sai M. Không, chị có ghi sai M đâu. Thế mà không bảo Thiên Ân sai M. Sai L là của ai? Thiên Ân nãy đổi sang sai L thì chị, nãy chị kêu Thiên Ân là hết sai M rồi đổi sang sai L. Thế nói chung là sai M chốt cho ai rồi, cái túi đấy đâu? Phương Thanh. Phương Thanh đây rồi. Cái gì chốt cho Phương Thanh? Vâng. Phương Thanh sai M ok nhá. Còn sai L lúc nãy là cho bạn Thiên Ân à? Vâng. Bạn Thiên Ân chị nhá. Không chốt người bạn nhá. Phương Thanh à? Phương Thanh sai M ok rồi ạ. Thảo ơi, cho mấy bộ Mochino ra đây để xem sai nào. Em sale bộ nhá mọi người nhá. Em sale bộ này. Sale bộ này trước đi. Bộ này em còn 1M 1L ạ. Thiên Ân. Thôi lấy một bộ thôi Thiên Ân này, tí nữa chờ xét sau thì gì để lấy giống nhau làm gì. Giờ còn đầy set cái kiểu lệch vai chân váy nó có còn mấy set nữa cơ, yên tâm lấy cái sang cái khác. Có Vũ Vũ này, thấy Vũ Vũ này. Em bắt đầu xem bộ à? Nhìn nào. BB Balenciaga 800 còn 400 chắc chắn là dưới giá gốc. Mã số 66. Mã số 66 em còn 1M 1L. Size L Nguyễn Ánh này. Em còn 1M thôi ạ. Bộ trắng thôi là quy lê là hết. Bộ này thật sự là quá đẹp ý. Bộ thì ít khi còn S lắm em ạ. Bộ đa số size bé nhất là size M. Chắc là em vẫn mặc được. Em sell tiếp bộ nhá. Hai bộ 66 hết rồi ạ. 66 em hết rồi. 1M 1L. Đây M cho cháu. M đây. Ok, hết sang 67 đây mọi người ơi. Mọi người sang 67 này. Sang 67 nhá. Mã này đâu? Lúc nãy chị lấy chốt cho ai đấy? Nguyên Ánh à? Không, đọc tên rồi xong vậy vẫn lại vẫn bị cuống à? Cái gì? Cái bộ trắng này Nguyên Ánh đúng không? Chị không đọc tên Nguyên Ánh nhá. Không có Nguyên Ánh đâu. Quy Trần, Quy gì đấy? Em chốt Nguyên Ánh và Quy Lê, rồi. Quy Lê sai M. Nguyên Ánh, Nguyên Ánh sai L và Quy Lê sai M đúng rồi. Chị ấy chị sau 66 qua rồi. Mã 69 mọi người ơi. 1S 1M 2S 2S 1M 1L. Mã 69 ạ. 67 đúng sao? 67. À 67 à? Hay số mấy? 67 chị. 67 em nhầm. Bo gấu ạ. Quần bo gấu. 67 quần bo gấu bao nhiêu? 750 còn 400. Chắc chắn là dưới giá gốc. Chất rất là đẹp mọi người mặc. Thu đông luôn tới đây. Chất đanh lì mọi người nhìn thấy chưa ạ? 69 ạ. Phương Trang 69 là gì đã đến mạng 69 mà có 67 thôi. Em 67 mà. Phương Trang size M này. Em hết M nhá. Phương Trang size M hết này. Phương Trang em hết. Thủy Thanh size L này. Thủy Thanh size L này. Thủy Thanh size L này. Em còn 2S thôi ạ. Thúy Hằng 1S này. Còn 1S nữa thôi ạ. Chị Nguyễn Thanh Hằng ơi, em hết size M, em còn 1S thôi ạ. Em còn 1S 750 còn 400. Em còn 1S nhá mọi người nhá. Ai chốt cho em 1S. Bộ này mọi người nhớ những năm về trước là bán gọi là một dã man luôn. 49 cân dồn đơn 67 Minh Tâm. Thúy Hằng, S rồi. Thúy Hằng, Minh Tâm này. Minh Tâm là hết nhá. Minh Tâm. Em còn một bộ à? Mã số 68 ạ. Có bộ lửng nhá. Chờ em một tí. Có bộ lửng này. Đổi sang 68. Chị Đỗ Tuấn ơi em hết rồi. Chị Đỗ Tuấn lấy sang màu đen không ạ? Em còn 2 đen ạ. Đúng sao ạ?
Quần bo gấu em còn 2 đen. Nguyễn Ánh ơi hết rồi, 68 rồi Nguyễn Liên này. Size L nha chị Liên nha, em còn 2L thôi. 68 này, 68, 68 còn 2 màu đen size L ạ. M em hết. Chị Nguyễn Lan mặc size gì nào? Nguyễn Lên 68 đen nhưng mà em còn L nhá. Chị Nguyễn Lên có vừa không? Đen ok. Nguyễn Tuấn này, sale còn 400 thôi ạ, 750 còn 400. Em còn 2L màu đen thôi ạ. Nguyễn Lên một, em còn 1L thôi. Hết M. Nguyễn Lên và Tuấn là hết ở độ Tuấn đi. Nguyễn Lên là hết rồi. Độ Tuấn rồi. Nguyễn Lên nhìn thấy chưa? Nguyễn Lên, Nguyễn Lên là dồn đơn đấy. Nguyễn Lên có rồi, dồn đơn. Đỗ Tuấn dồn đơn. Em cứ ghi Nguyễn Lên dồn đơn rồi đấy. Thì Đỗ Tuấn dồn đơn rồi đấy. Lại một cái bộ này siêu hot. Bộ này cực hot luôn. Để em chờ em kiểm tra nha, vì lúc đấy em hôm nay em không định like bộ nhưng mà thấy mọi người muốn bộ con em lại like bộ. 69. 369 này, mọi người chuẩn bị sẵn số điện thoại đi. Đây M này. 2M1S. Em còn 1S 2M mã số 69. 650. Quần jean suông thì em không có hàng sale đâu. Quần jean suông thì chờ mẫu mới thôi ạ. Quần suông đa số là mặc lên là toàn không có hàng để bù luôn, nhưng bên kia nó còn nghỉ. Đang là cái mùa ế nên là bên kia nó còn không có mẫu. 69S. Ok này. 69S này. S này, 69 S của Thủy Trần này. Bao tiền đây? Thủy Trần, em cho 650. 650 còn 400 ạ. À. Đấy là 1 đấy chị. M à? Đây là gì? Đây là 1. Em còn 3M thôi. 22. Đấy là 1 đấy. Còn cả đấy 1 à? Em còn 2M thôi ạ. Đẹp quá. Hết chị ơi. Má này bao nhiêu? 69. 69. Ủa ơi, 69. Từ 69 dài đã man. 69 chốt cho ai rồi? 69 chốt cho Thúy Trần. Thúy Trần 1S này, em còn 2M thôi. Nguyễn Châu Anh nhìn thấy chưa? Nguyễn Châu Anh 1M này. Nguyễn Châu Anh 1M, 69 còn 1M. Ngọc Kỳ Linh. Ngọc Kỳ Linh. Ngọc Kỳ Linh nhìn thấy chưa? Hủy. Hủy à? 69 này lại tìm ở dưới chết rồi. Kìa. Lê Thoa, nhìn thấy Lê Thoa trước. Rồi. Lê Thoa. Em cho những người nào comment trước, mọi người thông cảm giúp em nhá. Hết rồi ạ. Lê Thoa 69 M hết. Từ đã cho qua đi nhá. 69 em kết thúc 69 rồi nhá mọi người nhá. Kết thúc ạ. Sang 70 ạ. 69 em hết rồi. Tìm lại cho kho đi anh em có không? Bộ đấy hết rồi. Bộ này quá đẹp luôn. Còn duy nhất một bộ size M từ 48 đến 53 cân. Mã số 70. 600 còn 400. 70 Nguyễn Lan ok. Nguyễn Lan lấy size L đi. Nguyễn Lan em còn size M thôi. Yên Bình này. Cho Yên Bình trước này. Size M này. Cho bao nhiêu chị? 400. Yên Bình size M hết rồi ạ. Cái này em còn duy nhất một mẫu đấy thôi ạ. Em mẫu cô gái mà. Rồi mẫu cô gái còn mấy bộ nào. Em sang 71 nhá. 70 em hết rồi. Đây, 70 em hết rồi các chị ạ. Em còn 71, em sang 71 này. Em còn 2 bộ size L cô gái. Cái mẫu này thực sự là quá hot nếu mà ai theo dõi Facebook của em nhá. Nhưng mà đợt trước nó bị làm lỗi của em bù lại về sau nên thành ra là hơi bị chậm nhịp nên là tồn 2 bộ. 71 Nguyệt Ánh dồn đơn này. Nguyệt Ánh ơi, Nguyệt Ánh này Nguyệt Ánh khác đấy, cho mình lại số điện thoại đi vì nhiều lúc tên Facebook của các bạn là bị trùng nhau đấy. Bị dồn đơn là sai đấy, Nguyệt Ánh cho dạy số điện thoại nhá. Nguyễn Lan size L này. Nguyệt Ánh này Nguyệt Ánh khác. Em Nguyễn Lan. Nam Hằng size L hết. 800. Chưa nói tiền. 850 còn 500 ạ. 850 còn 500, mọi người có đồng ý cái giá đấy không ạ? Vì khi mọi người phải cầm cái chất cái bộ này là nhà em đặt riêng nhá, không phải là chợ có đâu. Sẽ còn. Em chỉ còn 2 bộ size L thôi, chốt cho ai rồi?
Chốt Nguyễn Lan. Nam Hằng ạ, với chị Nam Hằng, nhìn thấy Nam Hằng chưa? Bộ này là hàng đặc ạ. Giời, Nam Hằng L, ok. Em đã đọc em Nguyễn Lan rồi mà. Nam Hằng nữa là hết. Nguyễn Lan và Nam Hằng. Đây xong rồi bộ này đi. Xong bộ ít này trước đi, xong bộ ít này treo trước. Cái này mắc đâu? Đồ trên mắc đâu? Mọi người chờ em một tí nhá, vì cho nó đỡ vấp. Mã 70 hết rồi ạ. 40. Mã 71 cũng hết rồi. Mã 71 hết. Ở đây Nguyễn Ánh ấy, bộ đấy là nhà chị hàng đặt riêng đấy. Vì mỗi lần đặt đấy thì em phải đặt số lượng rất là lớn thì mới được cái giá tốt ấy. 40. Đen đấy. Mã số 72 ạ. Nguyệt Ánh em là bị trùng cái tên với cái bạn ở trên đây này, nên mọi người lưu ý là cứ cho em thêm số điện thoại cho đỡ nhầm đi, vì tên Facebook giống nhau. Cái này bao nhiêu? 4 size M à? Bộ này em còn 4 size M. Mã số 72. 750 còn 400. Mã số 72 Ánh Tuyết này. Ánh Tuyết này. Phương Thanh này. Anh Tuyết em ghi. Phương Thanh này. Nguyễn Lan này. Nguyễn Lan thì Nguyễn Lan chưa? Chưa. Mọi người chờ em một tí nhá, em đang nhìn những bạn ở trên rồi. 400. Ánh Tuyết này. Mã số 72 đúng không? Nguyễn Loan chưa cho số điện thoại. Phương Thanh có chưa? Phương Thanh có rồi. Nguyễn Lan có chưa? Mọi người chờ em một tí nhá. Nguyễn Lan 0978 093 283. Chị Độ Tuấn ơi, em không hủy thế được đâu ạ, vì em qua mẫu rồi. Võ Thủy. Cô Nguyễn Lan đâu đây ạ? Chị Độ Tuấn ơi, chị thông cảm nhá, những cái hàng like này mọi người lưu ý là lấy giúp em nhá, chứ hủy như thế em không lấy, không bán nữa đâu ạ. Vì qua mẫu khác không được dành cho bọn chị rồi, bọn chị lại hủy lấy cái khác như thế thì cũng không được ạ. Võ Thủy ok chưa? Chưa tìm thấy. 096. Tài nhớ mấy chị có mở ở đây không hiện. 0961502969. Hết rồi đúng không? Đây không có. Võ Thủy, đấy mỗi máy của em hiện, nên máy của nhân viên còn chưa hiện nên là yên tâm nhá. Máy nào trước 72 em hết rồi ạ. 72. Tìm thấy chưa? Xong hết chưa? Xong hết rồi, bây giờ 73 đi. 73 cho bộ có hai. Cái này tìm đi, tìm chung quanh còn bộ nào nữa không? À, còn được 72 ạ. Đấy đưa đây, ném hết bộ cộng ra đây. Vẫn còn một mẫu. Sao bộ này nó không treo hàng lên nhỉ? Eo nhiều mẫu không treo lắm. Hết không? Đấy nó đéo không treo hàng. Từ mai mà không thấy treo là phạt đi nhá. Không nói nhiều đâu. Bảo tuần nào cũng phải chuyển kho này. Mã số 73 em còn một áo trắng ạ. Đây. Mã số 73. Size XL. XL tương đương size L ạ. Giống hệt bộ lúc nãy nhưng mà chị Ánh Tuyết ơi, size XL đấy. Treo còn 400. 73, quần rất là đẹp, quần bao gấu. Nam Hằng dùng đơn size XL này. Chị Nam Hằng à? Nam Hằng XL nhé. Nam Hằng xin lại số điện thoại không? Không, có rồi chị ạ. Có rồi, ok. Nam Hằng ok XL này. Bộ này còn mấy bộ? 2 bộ M. Kia túi đấy à? 2M. Tiếp, mã số bao nhiêu? 74 ạ. 73 em hết rồi chị ơi. Mọi người sang 74 giúp em này. Sao còn nhiều bộ đen ở chân chị? Đâu? Úi. Mọi người ơi, mã 7 mấy đây? Thôi cứ xong 74 đi đã. 74 em còn 2 bộ ạ. 2 bộ size M. 500 còn 300. Bùi Huệ này. Nguyễn Châu Anh hết. Nguyễn Châu Anh bộ Bùi Huệ.
Cái này lại còn một size size M nữa này. Ai lấy cho em luôn 75, em làm mã mới 75, cái này còn bộ size M. 74 em hết rồi ạ. 74 em hết rồi các chị ơi. Em còn một bộ này size M. Sang 75 đi mọi người ơi. Sang 75 ạ. 74 em hết rồi, bộ 74 đấy, hai bộ đấy tồn kho còn không có treo trên mắt. Xem còn bộ ngố nào không? Lục kho xem còn bộ ngố nào. Thế rồi bộ mang hết rồi. Kia còn một cân, cân đây, cái này còn bộ ngố nữa này. Đây này bộ ngố này. Đây là cái này size 75 chị ơi. 75 còn một size M cho Thanh Phạm này. 75 Thanh Phạm. Từ từ đã, cho qua. Mọi người ơi, chuẩn bị 76 này. Em lấy cho chị Thanh Phạm. Mọi người cho em địa chỉ số điện thoại cụ thể nhá. Mọi người cho em địa chỉ cụ thể đi. Lúc đầu đầu đắp dối hết. Em sang 76 này. Xem size gì đấy. Còn hai size gì? Đây là cái gì đấy? Bờ. Em sang 76 này. 76 còn 2 size M ạ. À. Quần kho gấu, bộ ngố sale còn 300 đồng giá. Còn 550 một bộ, sale còn 300. Sale còn 300, em còn 2 M nào. 76 này. Bộ LV đấy chị còn nhá, chờ tí. Chị khách đang thử bộ này cũng đẹp đấy. Nhưng mà không biết còn không nhỉ? 76 chốt đúng với mềm. 76 gối mềm, 76 thủy lê, ok nha. Hết. Ai gì? Mọi người ơi, sang 77 này. Hồng Ngọc ơi, hủy cái gì đấy? Đấy. Mọi người cứ hủy như này có thể mất công của em không? Mọi người suy nghĩ kỹ trước khi đặt hàng nhá, đừng để hủy nhá. Em hết 76 sang 77 ạ. Tháo ơi, sang 77 mọi người ơi. 77 cũng còn 300, size gì? Size L. Size L ạ. À. 77 em còn 300 size L. Rất là nét luôn. Hàng đính đá. Đính nhưng mà khâu nha mọi người nhá, không phải là dán nhá nên là không bong được nhá. Có thấy Lan Ngọc này. Ôi rồi, mình có thấy comment đâu. Đặng Thúy An. Đặng Thúy An kìa. Lại vì không mình không nhìn thấy mà bạn không lấy nữa thì cũng hơi buồn cười. Đặng Thúy An, bạn chắc gì đã nhanh bằng những cái bạn trước. Bây giờ không vì không lấy mà lại hủy cái đơn đầu tiên đi thì thôi mình cũng chịu. Nhiều lúc bạn cũng phải thông cảm cho người bán hàng một tí chứ. Chứ lại chỉ vì cái trước không được dỗi không lấy cái đầu thì những cái người đã comment trước bạn thì sao? Đặng Thúy An. Thế thôi mình không bán nữa đâu. Mình để cho khách khác. 77 Đặng Thúy An xong rồi nhá. Vấn đề là mỗi máy nó một khác Ngọc ạ. Nhiều khi máy của mình đã hiện rồi mà máy của nhân viên của mình còn không thấy đâu cơ. Nhân viên còn chị ơi em không thấy nên tớ còn phải là người đọc số điện thoại vì tớ giữ nguyên những cái người comment đầu tiên để tớ đọc lại số điện thoại cho nhân viên. Không phải là mình không nhìn thấy đâu, mình còn không nhìn thấy cơ. Có thấy Hà Nguyễn này, Lan Ngọc này. Bây giờ mình sang cái bộ hai cái bộ này, chốt luôn hai bộ này đi. Này mới còn không? Hết rồi. Cái này mới dư còn bộ. Em còn cái bộ này là hàng cao cấp này mọi người này. Đây. Bộ này là 950, mã số bao nhiêu rồi? Mã số 78 ạ. Em còn duy nhất một bộ size M. 900 sale còn 500 ạ. 900 sale còn 500. 900 sale còn 500 ạ. Đồ gì mà nghĩ để chốt like. Thật đúng rồi đấy, vì nhân viên của mình thực sự là còn úi chị ơi em còn chưa nhìn thấy chị đâu mà em còn phải dừng lại để em đọc cho những cái người đầu tiên. Đấy xong rồi dỗi không lấy luôn thế khổ chứ. Đấy nhiều lúc năm nay em còn đỡ chứ năm ngoái nhiều lúc thề luôn là bộ khách còn dỗi nhiều lúc vì sợ like là vì sao
Thế luôn là nhiều khách rỗi cực kỳ luôn, nhưng mà bây giờ mỗi mẫu chỉ còn 1-2 chiếc thôi, mình cũng chả biết làm nào. Tiếp cái mã 79 ạ. Hai S. Xếp áo S. Em còn một cái set này cho từ 48 đến 52 cân size M ạ. 48 đến 52 cân size M. Cũng là hàng cao cấp. Sale 900, sale còn 500 ạ. Hàng rất là nét nha mọi người nhá. Em nhầm đấy, M đấy. Mã số 79 M Võ Thủy đầu tiên này. M79 Võ Thủy đầu tiên này. 46 thì hơi rộng rồi em ạ. Em lại chốt cho chị em còn một bộ thôi, cho chị Võ Thủy trước rồi ạ. Cái bộ của không mấy ạ, một bộ ạ. Bộ này chơi. Xem kho cho chị bộ này còn không? Thảo ơi. Bộ này trong kho còn không? Ôm hết bộ trong kho ra đi chị. Sạch kho rồi gì? Sai gì? Em còn duy nhất là bộ này đẹp quá này. Mờ. Size 80, à mẫu mã số 80. Size M. 750 đúng không? 750 còn 400 size M. Quần suông đẹp xuất sắc luôn. Hòa giáp, ok cho bạn hòa giáp nhá. Ôi nhìn thấy Yến Linh, xin lỗi bạn Hòa Giáp là mình nhìn thấy Yến Linh dồn đơn trước này. Bạn Yến Linh trước này. Set 500k đen gắn hoa hết rồi em ạ. 80 80 bạn Hoa Giáp trước rồi. À Yến Linh trước rồi. Yến Linh chị nhá. Yến Linh là mình chốt cho bạn Yến Linh rồi. Đây còn lấy cái set này đi. Hôm nay cửa hàng sạch bách rồi, thấy hoang mang. Tiếp bộ lụa nhá bạn, mọi người nhá, bộ lụa nhá. Chuẩn bị bộ 81 ạ, mã 80 em hết ạ. Mã 80, 80 em còn có mỗi một bộ thôi. Mã 80 em còn một bộ. Đấy. Em vừa vứt rồi. Bộ này còn nhiều à? Cái màu này chứ. Hết lụa nha mọi người ơi. Đợt này em sẽ sell sâu luôn. Áo sơ mi chị chỉ còn mẫu mới thôi, thì em sẽ chụp mẫu mới nhá. Còn sơ mi hàng sell chị hết rồi. Mọi người ơi, xét lụa tiếp này. Size XL. Chị ra bảo ấy, tầm này nó bị hết size rồi chị ạ. Chị chờ thu đông mới đi. Những người mà tầm trên 60 cân ấy thường kêu là hàng hè của nhà em khó mặc. Là vì sao? Hàng hè nó không thể nào mà nó rộng hay nó co giãn nhiều như hàng đông mà chất len. Hàng hè nó theo chuẩn form hơn nên nhiều khi những người mập là hay kiện là hàng hè không mua được nhà em. Hàng hè nó chỉ đến L nó hết cỡ thôi, còn hàng đông thì nó hay có XL. Đây chị. Sale bao nhiêu? Set này 900 em sale còn 450. Còn 2S 1M. Còn 2S 1M. Bao nhiêu đây? Sai gì đây? S. Em còn 2S 2M nhá. 2S 2M 900 còn 450, mã số 81. Ok, cái nào mà không khách không chốt thì mình sẽ chụp lại trên live nhá. Nguyệt Ánh à, Nguyệt Ánh lấy size M màu này đúng không? Số 80, mọi người 81 mọi người ghi mã vào cho em nhá. Cô Hiên 81 size M à. Này ghi cô Hiên này. L này. Con Hiên ơi, hết L rồi. 81 size S còn không? Kìa, 81 S còn. Em hết M rồi, em còn 1 S 1 L. Minh Minh này, Minh Minh 1 S này. Minh Minh ghi chưa? Em còn 1 L thôi ạ. Quần á. Ê, chờ mình một tí nhá. Cô Hiên là size L ấy nhỉ? Đây, để mình kiểm lại size một tí. M ok, Nguyễn Hiên có M này. Em còn 1S lụa chốt cho chị nào rồi đấy. Minh Minh ghi nhanh lên. Minh Minh S. Em còn 1L ạ. À. Em còn 1L thôi. Cô Nguyễn Hiên còn nhá. Lúc đấy nhầm. 81L Hà Trần à. Hà Trần có đơn chưa ạ? À? Dồn 81L này Hà Trần này. Thế là hết rồi ạ. À. Minh Minh S.
Thế rồi mày hết pin. Pin dây sạc cho chị đi. Đấy, ở trong... Chờ em một tí. Đây, đây, đây. Cắm điện chưa? Rồi, cắm. Đấy, cắm lại đi. Tiếp line nhiều quá hết cả pin luôn. Mọi người chờ em tiếp. Cái mẫu này nó có màu khác nữa đấy ạ. Nhưng mà chỉ còn một bộ thôi. Từ, 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 từ. Thảo ơi, vào đây dọn cái chỗ này vào đi đã này. Đây của ai đây? Mọi người ơi, chuyển sang mẫu như, cũng mẫu như thế nhưng màu khác nhé. Cái này của ai đây? Một set size M mã số 82. Cửa hàng em ở 28 Nguyễn Thái Học ạ. Ít quần à? Quần thì để mai được không? Mai quần đi em ơi, mai quần chị lọc sau vì lọc sai số quần. Mai em like quần dài và quần 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 sóc nha mọi người nhá. Rất nhiều sóc bò, chân váy và quần baggy 82M Phương Nguyễn rồi. Đây là hẹn mọi người ngày mai like quần đi. Mai em sẽ lọc hết toàn bộ mẫu quần để em like quần. Quần bộ vải có. Nào nhìn sai rồi. 6XL và 1L. 6XL một lần. Này của ai đây? Phương Nguyễn. Đợi Phương Nguyễn. XL này. XL. Cái này XL. XL. Cái này của Phương Nguyễn là 6XL. 6XL hết à? Vâng. Mọi người ơi, bộ này là mã số 83. Đây nốt mã này chị chuyển sang váy nhá. Nốt mã này chuyển sang váy này. Mã số 83. 750 em sale còn 400. Em có size to XL tương đương L nhá mọi người nhá. XL tương đương L. 57 cân à, 57 cân chị mặc XL nhá. Trương Thu Hiền cho em số điện thoại ạ. Trương Thu Hiền dồn đơn. Dồn đơn à? Cứ ghi đi vậy. Chị 57 cân chị mặc XL nhá. XL tương đương L vì nó là size ML XL. Nhầm, Trương Tư Hiền nhầm, bỏ đi. Mẫu này em sale còn 400 ạ. 750 còn 400. Em có màu ghi độ màu luôn đi. Hà Trần 83 rồi lên. 83 màu ghi đi. Đây, đây là màu ghi. M là tương đương L đấy chị nhá. Vì nó là size M là bé nhất. Hà Trần này. Áo em mặc có bán chị ạ. Áo em mặc mông tôi ghi là 460. Cái này 460. Mọi người cái áo em mặc thì mọi người inbox nhá vì nó là hàng mới. Hình như hơi bị nghiêng đúng không? Bộ Moschino này mã số 83. Màu đen size 60 cân à? Có size chị ơi, màu đen đâu? Diệu Linh à, em màu đen này mọi người nói cân với em sẽ tự xử lý nhá vì mẫu này em còn nhiều. Chị ơi, chốt cái Diệu Linh à. Từ từ nhá. Trương Thu Hiền Diệu Linh Hà XL màu đen. Cái kia còn cái M. Diệu Linh Hà chị Diệu Linh Hà màu đen em còn size M thôi ạ. Màu đen em còn M ạ. Màu ghi Hà Trần M thôi, M M hết. 83 chị Đỗ Hằng, chốt chị Đỗ Hằng vừa 53 cân này. Vừa đã làm Đỗ Hằng mà ai ghi đây. Nguyễn Thu Hồng ghi, màu ghi size M. Màu ghi size M Thu Hồng Nguyễn. Cái này size M đây nhá. Chậm lắm mày ra đây mày làm đi. Đổi cho nhanh đi. Chốt những ai rồi đọc lên. Thu Hồng Nguyễn. Em đọc luôn Đỗ đi. Đỗ Hằng màu đơn, đơn size M. Đỗ Hằng màu đơn size G này. Nguyễn Thu Hồng màu ghi size M có chưa? Rồi, chạm rồi. Nguyễn Thu Hồng ok này. Nguyễn Khánh Ly 58 cân. Màu đen em còn size M thôi ạ. 58 cân chị Ly không vừa rồi. Chị Kim Nhiên này, size M dồn đơn đen. Kim Nhiên ok này. 54 cân mặc size M ở 54 cân. Vừa đấy chị ạ. Vì nó là quần chun. Đùi chị có to không? Em sợ cái quần đùi thôi chứ quần áo ấy bụng thoải mái. Nguyễn Thu Hồng rồi đúng không? Vâng, Thu Hồng. Chị có được đen không em, nếu không chuyển ghi 60 cân. Đen không ạ, đen chị Hiền lấy màu ghi nhá. Còn bờ thôi. 60 cân XL màu ghi chị Hiền. Đây, XL đây. Đây này, đây là màu. XL.
Trương Thu Hiền, nhìn lại số điện thoại của chị Trương Thu Hiền ở trên đi. Chị Trương Thu Hiền ơi, cho em lại số điện thoại đi. Có màu ghi cho chị size XL đấy. Chị đây chị cho số điện thoại rồi này. Trương Thu Hiền. Bộ này mọi người chốt thoải mái nhá. Không thì mọi người chụp lại ảnh inbox cho em để em lọc lại size nhá. Không phải để em đổi mẫu này. Còn ai chốt bộ này nữa không ạ? 750 sao còn 400. Em đổi mẫu nhá. Cái này còn mấy cái em? Em còn cái này sale rẻ nhanh này. Chị Huyền 60 cân là size XL. Màu gì? Chị ghi rồi mà. Đen. Màu ghi, đổ màu ghi, ghi rồi. Màu ghi size XL rồi. Chị ghi rồi. Đây thì Kim Nhiên hủy nha, màu đen này. Chị được đen lại kim. Kim Nhiên lại hủy à? Kim Nhiên bỏ ra. Kim Nhiên hủy đi. Mọi người ơi, em đổi sang váy lụa nhá. Váy lụa 1,2 triệu, em sale còn 500. Size từ sắp mua chân này nữa. Lấy chị cái ghế lên đây, để ghế lên đây. 700 còn 500 mọi người nhá. À 1,2 triệu còn 500. Váy phông cao cấp. À váy váy lụa. Chất rất là mềm mát, dáng suông từ 52 đến 54 cân, 53 54 cân vẫn bằng được. 48 chứ, 48 cũng vừa chứ. 83 cơ. Mã 84 lúc đấy là đây mã tự mã 84 đây này. Size M em còn à chị Linh ơi. Cái này chị bao nhiêu cân ạ? À? Size M ghi vẫn vừa đấy nhỉ? Vừa 84 cân vẫn vừa. 84 cân mặc được. Chị Linh ơi, chị Linh chị bao nhiêu cân? Mã 84 ạ. À. Chị Linh bao nhiêu cân ạ? À? Không thì em lại để cho chị Nguyễn Việt Hà. Cái này em chỉ còn size S thôi. Size S nhưng mà từ 48 đến 53, 54 cân vẫn vừa nhá. 55 cân vẫn vừa đấy. 55 cân vẫn vừa. Không, màu đen không có L với XL. Đấy Phùng Thị Loan này. Cho chị Phùng Thị Loan nhá. Cho thông tin trước em cho chốt cho chị Phùng Thị Loan rồi ạ. Em lại sell à, em lại váy tiếp nhá. Hay là set này đi. Set này là hàng cao cấp. 1,7 triệu. 1,7 triệu em sell còn 1 triệu ạ. 1,7 triệu em sell còn 1 triệu. Hay gì đây? Size S. Size S này từ 48 đến 52 cân mọi người nhá. 1,7 triệu còn 1 triệu ạ, rất là đẹp. Mã số 85 ạ. Size S đây Loan ạ. Cái váy của em mà chị vừa chốt là size S đấy. Nguyễn Việt Hà là chị Hà nhà mình nha. Phải không? Set này là 1,7 triệu cả 1 triệu ạ. Rất là đẹp, hàng cao cấp. Size S từ 48 đến 52 cân. Rất là sang luôn mà chất rất là mềm, không nhầu, hàng lụa cao cấp ạ. Chị nào mà đi đâu mà cái này vừa sang vừa lịch sự mà họa tiết rất là trẻ. Mã số 85 ạ. Có ai lấy không ạ? Mã số 85. Có ai chốt mã này cho em không? 1 triệu này. 1 triệu. 1,7 triệu và 1 triệu đấy ạ. Mấy cái váy phông này còn một cái thôi à? Vâng. Thôi không ai chốt thì bỏ đi. Tiếp mã số 86, cách lại 86. Mã số 86. Em đi 86 nhá. Chị Linh ơi, tí nữa 84 lúc ấy là mẫu gì nhỉ? Chị inbox lại cho em nhé chị Linh nhá. Nếu mà còn thì em ship cho chị ạ. À? Em còn duy nhất một chiếc váy phông size M hình con mèo. 550 sale còn 300. Mã số 86. Mã số 86 ạ. Rất là xinh ạ.
Mã số 86, sale còn 300. Hôm nay là like cũng lâu phết rồi nhỉ? Gần 3 tiếng. 3 tiếng. Ngọc Thùy Phạm. Ngọc Thùy Phạm 86, váy lụa. Không, váy lụa chị kia là chị chốt trước rồi. Ngọc Thùy Phạm chốt trước cái này, Ngọc Thùy Phạm ạ. Còn 1S10. Cái này 1S10. Tìm đi. Em còn váy này đổi sang mã số 87 ạ. Phùng Thị Loan hủy à, cái đấy không chật đâu. Thế thì chị Linh có lấy không ạ? À đâu, đúng phải chị Linh không? Như này còn cái sao? Chị Linh ơi, chị có lấy váy lụa không ạ? Chị khoan, chị hủy đơn rồi. Chị Linh có lấy váy lụa không ạ? Cái này đến mã số bao nhiêu rồi? 87 rồi đúng không? Còn cái váy lụa chị Linh chị có lấy không? Thì chị inbox lại cho em nhá. Chị Linh ơi, cho em số điện thoại luôn. Lấy cái váy lụa ra đây, đổi đi. Mã số 84 rồi. Đấy. Chị Linh ơi, chị cho em số điện thoại luôn đi. Chị toàn bị sau thôi, chị Thảo ơi. Thảo ơi, trong cái gì 50 cân mặc vừa mà em. Chị nhìn sai, chị comment rồi mà. Nếu mà em hủy thì chị cho chị Linh đấy. Loan có lấy không? Không phải chị ra chị Linh nào. Không dài được quá gối đâu chị ạ. Chị cao mét bao nhiêu? Cái con bé này nhà em năm năm nó chạm gối này. Thảo Phạm size. Ok, Thảo Phạm size cái váy lụa nào mọi chị Linh với cả chị Loan chốt lại cho em cái váy lụa đi ạ. Nào còn một cái. Sáng vừa mất ra. Ghi Fendi trắng vừa đấy vậy. Còn một cái mờ nữa chị. Còn một cái mờ, số điện thoại các chị ơi. Mờ đâu? Tìm đấy đâu mà có. Thảo Phạm S rồi. Em còn một cái mờ. Em còn một cái mờ ạ. Chị Lê Thoa dồn đơn đúng không? Chị Lê Thoa hết rồi, chị Lê Thoa dồn đơn này. Cái này sao? Cái này không lấy nhận, còn một cái khác đây. Lê Thoa dồn đơn. Váy lụa này chị hỏi lại xem nó. Chị váy lụa, váy lụa. Kỳ Linh kìa. Chị Kỳ Linh cho em lại số điện thoại chị nhá. Chị Kỳ Linh ơi, chị cho em số điện thoại với. Chị Kỳ Linh cho em số điện thoại luôn chị ơi, để em cất luôn cho chị này. Giá xinh đẹp, ui xem có cái nào. Ôi dồi ôi, lại dỗi rồi. Ai bảo chị không ra, cử ngày hôm qua em đã like rồi chị không ra luôn đi. Rồi chị lại mắng em. Tối qua chị đi ra rồi. Đấy, tối qua ra, bây giờ không xem, không lấy. Đây chị Kỳ Linh số điện thoại rồi này. Cái còn sót ra. Cái gì đây? Xét. Đây cái này liên quan gì đâu. Em còn găm đấy, mọi người có lấy găm không ạ? Chị Kỳ Linh theo số điện thoại này. Xem váy nữa xem. Váy này còn không em? Còn một cái nữa. Size M. Em còn hai cái này size M ạ. Váy nhũ còn hai chiếc size M. Dài đến tầm nửa bắp chân. Tháo ơi, nhìn chất váy nhũ màu đen. Nhũ màu đen của nào? Chất co giãn nhũ. Bao nhiêu sau rồi? Bao nhiêu tiền? 750. Mã bao nhiêu? Tập trung mã đi. 88 mấy rồi? 88 triệu. Mã số 88 ạ. Ok, chị Sương Rồng này. Chị bạn hiệu thuốc một cái size M này. Chị hiệu thuốc đi đấy. Váy nhũ size M. Em còn một cái M ở bao nhiêu nhỉ? 750 còn 400 ạ. 88 chị Như Hương ơi, cho em số điện thoại. Váy nhũ size M. Chị Như Hương ơi, cho em số điện thoại. Nguyễn Liên dồn đơn này. Đây xét đây. Cho chị Nguyễn Liên nữa này. Thế là Như Hương ơi, Nguyễn Liên chị. Như Hương chưa có số điện thoại, chị Nguyễn Như Hương cũng dồn đơn đấy chị, của chị Như Hương rồi ạ. Của chị Như Hương. Đây xét đây mọi người ơi. Xem bao nhiêu? 400. Xét này em còn khá nhiều này. Lật vai này, cái này không có điện thoại đây để không xem ảnh. Còn nhiều hưởng lắm rồi đấy. Cái này trắng.
Trắng còn 1S, 2M và 1L. Em đủ size SML nhá. Người muốn em mặc thử cái này không? Em mặc lên nhá. Giơ một em lên. Giơ một em lên. Suông này. Mã 89. Mã này là mã 89 ạ. Váy này phi size ạ. Siêu mới. Váy suông rất là dễ mặc ạ. Tay bồng ạ. Áo siêu ạ. 600 năm siêu còn 300 ạ. Có ai lấy mẫu này không ạ? Có áo phông trắng size M không? Chị chờ chị mai em tí nhá, xong chị mặc ra. Có ai lấy mẫu này không ạ? Cái này bạch vai 89 này. Mã này là thu đinh nhá. Thu đinh chốt 89 nhá. Nguyên đỏ 89 màu đỏ. Cái màu đỏ này tôi em thử mặc cái màu đỏ này. Rất là xinh, tay bồng. Thu đinh đây. Chốt màu đỏ nhá. Dáng suông ạ. Chị chốt cho thu đinh đi. Lờ đằng sau ạ. Chắc nói là mình còn phải run thế. Hơi sợ. Bán hàng mấy năm vừa mà like chưa. Cuống hết cả lên. Tay bồng rất là xinh mọi người ơi. Mã số 89 này. Hà Thượng Đình này. Chị Việt Hà Nguyễn này. Hạnh Bùi Dồn Đơn này. Tiếp like mấy tiếng đồng hồ rồi đấy. Cái này màu đen đâu? Cái đấy màu đen hết rồi chị. Ơ, không màu trắng à? Xe này xe khác à? À không. Ở set này màu đen nhưng mà ở đấy không thấy có màu đen. Mọi người ơi em tìm thấy cái này màu trắng rồi này. Em còn 1S, 2M, 1L. Set chân váy set ly và áo lệch vai. Ai mẫu bao nhiêu nhỉ? Mã số 90 ạ. 89 hết chưa? Linh Thùy 89 rồi, tôi nốt kìa chị. Còn một cái đây. 85 rưỡi. Nốt này còn một cái. Linh Thùy này. Hết chưa? Hết chưa? Phạm Hiên được chưa? Hạnh Bùi nhiều mà. Ơ xem còn cái đỏ kia xem còn. Cái đơn này nhiều người chốt mà. Hà Thượng Đình này. Xong rồi chốt hết rồi mà. Chốt hết rồi, chốt hết rồi ạ. Chị Hà Thượng Đình có được không? Được rồi. Chị Hà Thượng Đình có chị ạ. Chị Việt Hà có được không? Lần sau mấy cái là phải để cạnh nhau đã rồi hẵng cứ ném đi, chưa gì đã ném rồi. Còn chốt khách chứ. Hạ Thượng Đình này, Linh Thùy này. Còn một cái nữa không? Hay hết rồi. Chị kìa. Tưởng có 3 cái. Có một cái đơn vẫn không kịp rồi. Em chốt hết 3 cái rồi ạ. Thu Đinh này, của Thu Đinh. Của Thu Đinh ạ. Mọi người ơi, set này em còn 1S, 2M và 1L. Áo set lệch vai 850 còn 400 ạ. Mã số 90. Size S này hơi bé, chỉ dành cho bạn từ 46 cân đổ xuống thôi. Chân váy nó hơi nhỏ. 46 đến 55 cân size L. 850 còn 400. 850 còn 400 ạ. Áo lụa lệch vai và chân váy xếp ly. Có ai chốt mẫu này không ạ? 850 còn 400. Chắc là chân váy ngắn này mọi người có vẻ. Tôi đang tâm rồi. Like gần 39. Nốt mẫu này nhá mọi người nhá. Nốt mẫu này là em kết thúc like để em soạn lại hàng với cả mai mọi người có muốn em like chân váy với cả quần đúng không ạ? Mọi người có muốn em like chân váy với quần không? Để em mai em sẽ lọc kho em like. Mọi người có sợ mất thời gian không ạ? Váy hoa 750 sao còn 400. Một size S. Một chiếc size S, bộ eo ở bên ạ. Em biết đi. Chị ơi, giờ đấy em cất rồi. Chị biết đi. 91, chị mộ 91 là chị lấy mẫu này đúng không ạ? À 91 là cái này, Nguyễn em còn S thôi. Đến 53 cân ạ. Nguyễn Mến ơi, cái 90 này 46 cân vừa size S nhá. 91. Nguyễn Mến mặc size M à? Nguyễn lấy cho Nguyễn Mến size M cái set trắng này đi. Cái
đi 90 à? Em đi 90 91 em 91 dồn đơn cho bạn Hải Yến à? Hải Yến Mai đúng không chị? Ừ, Hải Yến Mai nhá, 91 cho bạn Hải Yến nhá. 90 Nguyễn Mến. Vâng, chị Hải Yến. Mọi người mai có muốn em like quần không? Vì hôm nay rất là nhiều đơn rồi, em muốn là kết thúc like ở đây thôi để mai em like tiếp ạ. Mà mọi người xem lại like thì inbox lại cho em nhá. Vâng, ok, 91 chị Hải Yến em chốt cho chị rồi ạ. Em chốt cho chị Hải Yến rồi ạ. Em hẹn mọi người ngày mai em like quần nhá. Vâng, mai lại like tiếp. Mai còn gì em like nốt, vừa quần vừa chân váy, quần sóc, quần dài, quần ngố nhá mọi người nhá. Hẹn mọi người trưa ngày mai nhá. Vì em like cũng lâu rồi, để em đóng máy để đóng hàng cho khách. Em chào mọi người, hẹn mọi người ngày mai nhá. 89 à, chị ơi inbox cho em luôn nhá. Bây giờ em dập máy đây ạ. Em cảm ơn mọi người nhá.